Rót lại ly nước. Khóc nước mà gặp như khóc nhiều nhiều để nguội sáng ngày dậy sớm lót đi khóc mà gặp nước nóng thôi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Giận thầy không đủ ly nước thiếu phước. Thầy nói nghe không? Ra múc biển nước lạnh. Được chưa? Bắt rồi chưa? Hả? Đúng rồi. Ra kêu cô vô. Để nó tới ngồi đi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái thuyết về thế giới. Thế giới tức là cái quả đất của chúng ta ở đây, mà thật sự cũng có nơi người ta nói cái chữ nó thuộc về gồm cả không gian và thời gian. Thời gian tức là cái sự sống, cái sự tiến hóa hay là biểu hiện ra trong tất cả người và vật. Còn không gian là tất cả những hình lượng của thế giới và kể cả cái quả địa cầu và vũ trụ của chúng ta, thì nó sanh ra từ bao giờ? À, cái đây thì thật sự là tôi cũng được xem một vài cái lý thuyết về khoa học và nhưng mà chúng ta chỉ nghe thôi. Thì nghe những cái thuyết về hiện đại và khoa học cũng như bây giờ chúng ta nghe những cái thuyết cổ từ kinh điển của Đức Phật, và ở đây là từ cái Thanh Tịnh Đạo tức là Visuddhimagga, nghĩa là cái bộ này là nó gọi là rất hoàn chỉnh, nói về chúng sanh và thế giới từ nghiệp cho đến tất cả những sự thọ sanh như thế nào. Thì bây giờ chúng ta hãy nghe nghe là thế gian giải, nó là một ở trong 10 hiệu, nghĩa là của Đức Phật. Ngài là đấng biết rõ thế gian, vì Ngài biết cuộc đời trên mọi phương diện, vì Đức Thế Tôn đã kinh nghiệm biết và thâm nhập thế gian về mọi mặt, đặc tính riêng của nó, sự sinh khởi của nó, sự chấm dứt của nó. Như được nói, hành giả có một chỗ tặng cùng thế giới. Ở đây người ta không sanh, không già, không chết, không tái sanh,
có thể được biết đến hay thấy hay đi đến bằng du lịch. Điều ấy ta không tuyên bố, tuy nhiên ta cũng không nói rằng có sự chấm dứt khổ mà không cần đi đến tận cùng của thế giới. Đúng hơn, trong cái thức của nó mà ta công bố có thế giới, sự sinh khởi của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến sự chấm dứt. Bộ hành không đạt được tận cùng của thế giới, không đạt thế giới tận, không phải không thoát khổ. Do vậy, bậc hiền thiện đạt đến thế giới tận, phạm hạnh được viên thành với tâm tư định tĩnh. Biết được thế giới tận, không ước vọng đời này, không ước vọng đời sau. Đây là cái lời của trong kinh điển và Đức Phật sẽ bắt đầu giảng cho chúng ta nghe. Lại nữa, có ba thế giới có hành, thế giới của hữu tình và thế giới của xứ sở. Ở đây trong đoạn một thế giới mọi hữu tình tồn tại nhờ thức ăn. Có nghĩa là thế giới của các hành. Trong đoạn thế giới là trường cửu, hai thế giới không trường cửu là thế giới các hữu tình trong đoạn kinh như nhật nguyệt lưu chuyển. Sáng chói khắp mười phương. Như vậy mười phương giới dưới uy lực của người, đó là thế giới của xứ sở. Đức Thế Tôn cũng đã biết thế, cũng đã biết thế giới ấy về mọi phương diện. Cũng vậy, do những lời một thế giới mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Thứ hai là thế giới danh và sắc. Thứ ba là ba loại thọ. Thứ bốn là bốn thế giới, bốn loại thức ăn, năm là thế giới năm uẩn, kể như năm đối tượng chấp thủ, sáu là thế giới, sáu nội xứ, bảy là bảy thế giới, bảy thức, tám thế giới là tám cảnh giới thế gian, chín thế giới là chín chỗ ở của hữu tình, mười thế giới, mười xứ, mười hai thế giới là mười hai xứ, mười tám thế giới, mười tám giới. Thế giới có hành này được Ngài biết trong mọi phương diện. Ở đây là nói một thế giới, mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn. Tức là ví dụ như ở trong chúng ta sống, ở trong một cái quả địa cầu này, tất cả đều phải có cái thức ăn mới sống được. Đó. Thứ hai là hai thế giới danh và sắc, nghĩa là danh tức là cái âm thanh, cái tiếng lời và cái tính chất rung động của và nó phát ra âm hoặc nó phát ra nghĩ và nhớ này kia đó là danh, và sắc tức là cái hiện tượng của thế giới vật chất, nghĩa là những cái hình tướng, nghĩa là những cái khối lượng hình lượng và những cái tông màu, nghĩa là màu sắc. Ba loại thọ tức là thọ khổ, thọ vui và không vui không khổ. Bốn loại thức ăn tức là đoàn thực, thức thực, xúc thực và ý tư thực. Đó rồi sau lần lần chúng ta sẽ biết. Năm thế giới là năm uẩn tức là sắc thọ tưởng hành thức, năm đối tượng chấp nhất. Sáu thế giới là sáu xứ, tức là có thể là sáu căn hay là sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Bảy thế giới là bảy thức, từ nghĩa là nhẫn nhĩ tỷ thiệt thân và mặt na. Tám thế giới là tám cảnh giới thế gian, chứ Đức Phật lại không nói có tám thức. Chín thế giới là chín chỗ ở của hữu tình. 10 thế giới là 10 xứ, 12 thế giới là 12 xứ. Cái này thì có thể là nó nằm ở trong, bởi vì chúng ta chưa có tra vào cái từ này. Có thể là trong cái thập thế giới hoặc là 12 xứ là
kể cả 12 cái nhân duyên. Nếu mà thiếu một cái duyên đó thì chúng sanh không thành tựu được. 18 thế giới là căn trần thức. Thế giới các hành này được biết trong mọi phương diện. Ngài biết thói quen của tất cả hữu tình, biết những khuynh hướng nội tâm của chúng, biết tánh tình của chúng, tức là nói cái biết của Đức Thế Tôn, của một vị Phật. Ngài biết rất rõ từng người, từng chúng sanh, ai nghĩ gì, ai làm gì, dù ở tận đâu đâu Ngài cũng biết hết. Cho nên một Đức Phật có khả năng như thế. Cho nên Đức Phật từng nói, bây giờ giả tỷ ở ngoài xa, nghĩa là tuốt ở bên kia thế giới, ở đâu vũ trụ nào đó, mà có một trận mưa nó to bằng tam thiên đại thiên thế giới, bằng 3.000 thế giới, ta có thể đếm từng hột. Đức Phật nói vậy. Và đem một hột nước đó mà bỏ ngoài biển, rồi vô lượng kiếp ta biết cái giọt nước đó nó đang nằm ở đâu, và ta tới ta bóc đúng giọt nước đó. Đức Phật có nói như vậy đó. Cho nên những cái thần thông mà Phật thì thôi không thể tưởng tượng được. Không có thần tiên nào mà nói như vậy hết cả. Biết tánh tình của chúng sanh, biết sở thích của chúng sanh. Bây giờ đứa nào mà có cái tánh gì, cái thể gì, đừng có nói Phật không biết. Không biết ấy. Nhưng mà cái biết ở trong yên lặng mà Phật cũng không có động tâm về chuyện đó. Biết rõ chúng có ít bụi trong con mắt, tức là cái nghiệp, hay nhiều bụi trong con mắt, kẻ lợi can, động can, thiện hạnh, ác hạnh, dễ dạy, khó dạy, có khả năng chứng đắc và không có khả năng. Thế giới những loài hữu tình này cũng được Ngài biết đến về mọi phương diện. Cũng như thế giới có hữu tình, thế giới có xứ sở cũng vậy, nó được đo lường như sau. Một thế giới bề rộng có 1.203.450 chục lý. 450 chục lý, một lý này có thể 10 hoặc là trăm hoặc là ngàn cái số gì đó. Cái lý theo thời xưa nó có 3 cấp. Nghĩa là cũng như cái Na Do Tha cũng vậy. Chu vi của nó là 3.600.350 lý. Quả đất này kẻ mang tất cả tài sản có nhiều, có chiều dài 240.000 lý, và chỗ nương của đất 460.000 lý. Là bề dài hư không trong vòm trời. Như vậy là diện tích của thế giới. Diện tích là vậy. Và trong đó có những vật sau đây. Nghĩa là những vật mà ở trên cái thế giới này, như núi Seru, tức là núi Tu Di đó. Núi Seru là Tu Di cao nhất các núi, vọt vào biển sau 84.000 lý. Tức là cái núi đó nó đứng ở trong biển 48.000. Có nơi thì nó 48.000 do tuần. Và vương linh cũng bằng như vậy. Vương linh cũng 84.000 do tuần. Tức là núi Tu Di mà chư thiên ở từ cõi tâm thập tham trở lên. Bãi vòng núi đồng tâm bao quanh Sineru cách cách nấy. Chữ Sineru là nói cái tên của Tu Di. Mà mình nói chữ Hán Tào dịch là Tu Di Sơn. Cũng gọi là Diệu Cao Sơn. Mỗi ngọn núi có chiều sâu và cao bằng nửa ngọn núi nó. Nghĩa là bãi vòng núi xung quanh. Xung quanh cái Sineru thì mỗi ngọn núi có chiều sâu cao bằng nửa ngọn trước. Những dải rộng lớn gọi là Jugandhara, Isidhara, Karavika, Sudarsana, Nemidhara, Vinataka và Asalkana. Tức là những tên của hòn núi. Cái này nó theo vần, nhưng mà nó là cái tiếng Phạn, thực sự là tiếng Phạn. Chứ Phạn ngữ tiếng Sanskrit, chứ không phải là cái. Những ngọn gió nhẹ từ thiên giới quạt, những đỉnh nhọn của chúng sáng ngời châu ngọc, và ở đây cư trú 4 vị vua của 4 phương hướng cùng quần tiên và phi nhân. Núi Hy Mã Lạp vương cao 500 lý, chu vi 3.000 lý được trang hoàng bằng 84.000 đỉnh nhọn.
Nghĩa là ngày xưa Đức Phật cũng đã nói đến Himalaya, tức là Himalap, nhưng mà cái núi mà ở trên đó là cái núi của chư chuộc về chư thiên với các thần hả. Cây Jambu, Jambu gọi là cây diêm phù, diêm đề, tên là Naga, cho mượn tên do sự vĩ đại của nó, gọi là đất của đảo Jambu. Thân cây chu vi 15 lý, cao 50 lý, tỏa xung quanh những cành cũng lớn như vậy. Như thế đường kính và chiều cao đo được 100 lý. Cho nên tôi luôn luôn tôi nhớ đến cái những khúc cây mà trong cái tập sách Giả Kim Thuật đó, người ta nói rất hay. Và bây giờ tôi có thấy những cái gốc mà người ta đã cưa rồi ở bên Cali hay bên ấy gì đó. Người ta chiếu ở trên mạng, nó dường như nó bao nhiêu họ đến quán cũng có coi cái bộ đó. Nó lớn lắm. Như là ở đây nó đường kính và chiều cao đo được 100 lý. Dãy núi của hoàng cầu lao xuống biển sau 8 vạn 2 ngàn lý, vượt cao cũng bằng, viền quanh toàn thế, toàn một thế giới chủng. Cây Jambu, cây gì, cây diêm phù á, cây diêm phù nó có cái cây đó, cao chiều cao lớn bằng cây Sirapatija của loài Atula, cây Simbali của loài Garula, và cây Kadamba ở lục địa phía tây của loài Abhajagojana, và cây Kappa ở lục địa phía bắc, tức là các loài cũng như càng thất bà Atula rồi. Nên là trong 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 các loài đó nở đều ở dưới cái gốc cây đó, chúng ta không thể tưởng tượng được, nó lớn lắm. Lục địa phía bắc của Uttarakura, tức là chắc là Bắc Kulo này. Cây Kishida ở lục địa phía đông của Bhubaneswara, và cây Basi Chakka ở cõi trời Tam Thập Tam, tức là có trời đạo lợi. Do vậy cổ đức nói cây Batali, Simbali và Jambu, cây Jatisa, các Taka và chư thiên, cây Kandamba, cây Kappa và cây Sirisa là bãi. Đường kính của mặt trăng là 49 lý và mặt trời là 50 lý. Cái lý này không biết là cái lý đôi hay là gì đó. Nó cũng cung điện Tam Thập Tam Thiên rộng 10.000 lý. Nếu mà như vậy đó, nếu tính vậy thì cái cung điện của trời Đạo Lợi nó là rộng tới 10.000. 10.000, chúng ta để chúng ta phải tra từ điển về cái số về lý với là cái những cái thước đo mà hồi xưa cái thời của Đức Phật. Cũng vậy là cung điện của Atula, địa ngục vô gián, Avisi và đảo Jambu. Dường như đảo Jambu này đó ở Ấn Độ, diêm phù. Abhijagojana rộng 7.000 lý. Cũng vậy là Bhubaneswara, Uttarakuru rộng 8.000 lý, và mỗi đại lục được vây quanh bởi 500 hòn đảo nhỏ. Toàn thể những thứ ấy làm thành một thế giới chủng duy nhất giữa thế giới chủng này và những thế giới chủng tiếp cận và những địa ngục ở chung trung gian các thế giới. Bởi thế các thế giới chủng là vô số và Đức Thế Tôn đã kinh nghiệm, đã biết và đã thâm nhập chúng bằng trí tuệ vô biên của những đấng giác ngộ. Nghĩa là Đức Phật biết rất rõ, ngồi một nơi mà Đức Phật thấy rất rõ và có thể chỉ. Ví dụ như Đức Phật có thể chỉ
nói với A Nan trong kinh Lăng Nghiêm, từ đây mà đến cõi chư thiên, đến tứ thiền hay là đến cõi sơ thiền thì nó phải qua bao nhiêu cảnh trời, bao nhiêu núi non, bao nhiêu biển cả gì đó, Đức Phật nói. Và Đức Phật lấy ngón tay chỉ thì ngã nó cũng thấy suốt qua đi đó. Cho nên cái lực lượng của một vị Phật thì không thể chúng ta lấy cái tư duy bình thường mà suy nghĩ nổi. Bởi vậy thế giới về vị trí cũng được Ngài biết về mọi mặt, cho nên Ngài là đấng thế gian giải, nghĩa là giải thích được tất cả những cái gì ở trong thế gian này. Vì Ngài đã thấy rõ thế giới trong mọi khía cạnh. Bởi vì khi một cái biết của một vị Phật nó ở trong cái tính chất, có thể nói là khi cái biết mà nó tròn đầy gọi là bậc đại giác Thế Tôn đó, thì cái biết đó không phải là ở trong thân thể này, mà đó là cái pháp tính nó trùm khắp hư không pháp giới, tận cùng hư không pháp giới. Bất cứ chỗ nào Đức Phật cũng biết. Cho nên Đức Phật ở đây mà có thể xuất định ở một cái cõi gì xa xăm, cũng như Đức Phật nhập định ở cái cung trời của Ta Bà này mà có thể xuất định ở một cung trời của một thế giới khác, của một hành tinh khác. Hoặc là Đức Phật có thể nhập định từ một cái nơi này mà xuất định nơi kia. Nghĩa là cái chỗ đó cái thần thông vô lượng mà chúng ta phải tụng hết kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta có thấy. Và ở trong đó cũng có nói về cái chỗ mà thế giới thành trụ hoại không, rất rõ ràng. Bởi vậy thế giới về vị trí tức là xứ sở cũng được Ngài biết về mọi mặt, cho nên Ngài là đấng thế gian giải, như là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, thế gian giải đó. Lại Đức Phật, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn là 10 hiệu. Cho nên Phật là một trong 10 hiệu của một bậc chánh giác. Cho nên Ngài là đấng thế gian giải vì Ngài đã thấy rõ thế giới trong mọi khía cạnh. Đức Phật là người biết rõ các thế giới, hai thế gian, Lutka Vidu. Ba thế giới là Loka, ở đây là người ta giải thích hữu vi thế giới là Sakara Loka, tức là tất cả sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là pháp bị duyên tạo thành. Hai là chúng sanh thế giới là Santa Loka, là tất cả loài hữu tình, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Thứ ba là không gian thế giới, Okasa Luka, là giới hạn phạm vi của cõi sống, phạm vi vận hành của thái dương hệ và các hành tinh, hay là địa phận quốc gia. Người ta, tại vì cái loại sách này nó trình bày từ một cái cổ, những loại kinh điển rất là cổ của Đức Phật nói từ xưa đó. Có thể các bạn đã đọc về ân đức của Đức Phật. Đức Phật là người biết rõ các thế giới, hai thế gian giải. Về ân đức của Đức Phật này, nó là cái gì đó giống như vũ trụ quan Phật giáo. Trong chú giải không phải tất cả trong số những giải thích đấy thực sự được tìm thấy trong kinh điển Sutta. Một số có thể được tìm thấy nhưng số khác có thể đã được phát triển sau này, sau khi Đức Phật nhập diệt. Nếu chúng ta nhìn vào thế giới với kiến thức khoa học hiện đại, vào thời điểm điểm này, những giải thích ấy rất khác. Có ba loại thế giới, tức là cũng gọi là thế gian đó. Ba loại thế giới được đề cập ở đây là thế giới của các hành, tức là thế giới của sự chuyển động, sự vận hành, vận tốc của tất cả sự sự thành trụ hoại.
thế giới của các hữu tình, tức là chúng sanh trong cái hình tướng, nghĩa là sai biệt như con người, vật và tất cả chư thiên nhân loại, và thế giới của vị trí. Bạn có thể tìm thấy điều này ở đoạn 37 là thế giới của các hành. Thực sự có nghĩa là thế giới của các vật có sự sống và những vật vô tri, những hữu tình chúng sanh và vạn vật. Thế giới của các hữu tình chúng sanh có nghĩa là chỉ có chúng sanh thôi. Thế giới của xứ sở có nghĩa là thế giới bên ngoài, tức là cái ngoại vi. Có người hỏi, tức là những hợp nhân hỏi thế giới bên ngoài là gì? Thì vị này mới đáp, đó là thế giới vô tri hay vô tình, như đất, sông, núi, vân vân. Nếu bạn có thể vẽ một lượt đồ về những gì được đề cập ở đây, bạn sẽ có một bức tranh phác thảo về quan niệm thế gian, mặt trời, mặt trăng, vũ trụ và đạo Phật. Ở đoạn 38, tôi nghĩ từ cũng vậy, nên bỏ, nên thay là vì hai chi tiết. Bởi vì đoạn 38 là những đoạn sau, là những mô tả chi tiết về việc Đức Phật biết rõ thế giới như thế nào. Trong đoạn 39, nhưng Ngài biết những thói quen của tất cả chúng sanh, điều này rất quan trọng. Ngài biết những thói quen của tất cả chúng sanh, biết những khuynh hướng cố hữu của chúng, biết những cá tính của chúng, biết những năm, những năng khiếu của chúng, biết chúng như với ít bụi trong mắt hay với nhiều bụi trong mắt, tức là cái nghiệp, với các căn sát bán hay là với các căn chậm luộc, với cách xử sự cư xử tốt đẹp, tức là thiện hành, hay cách xử sự xấu xa là ác hạnh, dễ dạy hay khó dạy, có khả năng chứng đắc hay không có khả năng. Do đó thế giới của các hữu tình chúng sanh đã được Ngài biết trên mọi phương diện. Chỉ có chư Phật mới có những khả năng biết chính xác những thói quen, khuynh hướng, cố hữu, vân vân của các loài hữu tình chúng sanh. Ngay cả các bậc thánh A-la-hán cũng không có khả năng đó. Đó. Cho nên một vị Phật á, chúng ta thấy Ngài biết, nghĩa là ở trong cái đoạn mà như thập lực, mười lực của Đức Phật, Đức Phật cũng có nói rõ, nghĩa là trong lịch sử, Đức Phật ví dụ tâm mình nghĩ gì và bất cứ cái gì, nghĩa là cũng giống như là một cái gì, cũng như một cái màn hình, cái camera mà nó vô hình, tất cả núi sông người vật gì đó nó cũng hiện vô trong đó hết, dù để cái cách nào, dù có ánh sáng không ánh sáng, tự nhiên nó cũng hiện trong đó. Ví dụ như một cái cây như là jumbo, cây diêm phù đề đó ở trên cõi trời Đạo Lợi, hay là mỗi nơi nó có một cái cây đó, nhìn vô cái cây đó là thấy hết, thấy ở dưới này hết. Chúng ta ăn ngủ đời sống tất cả chúng sanh nó vô số chuyện đều thấy, nó giống như là mình mở tivi vậy đó. Cho nên chúng sanh, nhất là ở cực lạc, chúng sanh muốn nhìn về đây là thấy rõ hết, chứ không có khó khăn gì cả. Cũng như giống như bây giờ vệ tinh hay là ở trên hư không, người ta có thể chụp hình hoặc là nó bay trên, nó dòm, nó thấy ở dưới hết. Nhưng mà những vật che đậy hoặc là trong đất thì nó không thấy. Con người hiện ra đi lại thì thấy, còn ngồi im một chỗ thì rất không thấy được. Và nó còn cái cây của chư thiên hay là của thần Atula, mỗi nơi nó có cái cây thì nó rồi có thể thấy được. Nhưng mà cái chỗ của Phật thì còn biết được cả thiện cả cái tính tình của con người. Như Đức Phật thì Ngài biết rất rõ con người đó đang ở đó, đi ở đó, ngồi ở đó, đứng ở đó và ăn ngủ, và Ngài còn biết cái nghiệp lực, tính tình, dễ dạy, khó dạy, như là đại khái tất cả cái gì mà mình có ở trong thân và tâm, Đức Phật đều biết hết cả. Mà ngoài Đức Phật rồi thì không có một vị chư thiên nào. Cho nên một lúc mà Ngài Thiên Chủ Sakya, không phải Thiên Chủ Sakya là Trời Đế Thích, Ngài gì đó, Ngài của Phạm Vương á,
Phạm Thiên Vương, Đức Đại Phạm Thiên Vương á, thì ông mới tự nghĩ rằng ông là cái người lớn nhất, bởi vì ông sanh trước tất cả thế giới này, cho nên thế giới này sanh sau ông, và do ông có như là con của trời đó, mà nghĩa là tất cả chúng sanh đều là con của ông, mà sanh sau ông này kia, và thế giới hình thành thì ông biết trước thế này thế kia đó, Đức Phật mới thấy đó. Thì Đức Phật tự nhiên đương ngồi ở dưới Diêm Phù Đề mà tất cả chư thiên nghĩ vậy, mà thấy cái vị Phạm Thiên này là có cái bản ngã và nghĩ sai, thì Đức Phật biến mất, nghĩa là lên trên đó. Và sau đó bốn cái vị chư, bốn vị ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ubali với vị nào đó, bốn vị đó thì cũng biến mất lên ngồi xung quanh cái vị chư thiên. Rồi Đức Phật mới nói là ông đừng có ngã mạn như vậy, ta biết rõ ông ở đâu và ông sanh xứ như thế nào. Đức Phật mới nói cái quá khứ kiếp của ông này kia, và sau đó ông mới nghe lời Đức Phật. Nghĩa là khi mà Đức Phật lên ấy, thì nghĩa là Phạm Thiên nó có ánh sáng còn hơn mặt trời mặt trăng, nhưng mà Đức Phật là sáng hơn cái ánh sáng đó, nghĩa là nhìn lên không thấy, thấy một khối sáng nhưng mà nghe chỉ nghe tiếng nói thôi, nghe tiếng nói trong cái khối sáng rực đó. Nhưng mà cuối cùng khi mà Phạm Thiên nghĩa là coi như là biết rồi, nghĩa là diệt được cái bản ngã ăn năn rồi, thì Đức Phật mới hiện ra. Rồi sau đó bốn vị tỳ kheo Đại A La Hán đó mới hiện ra. Rồi Đức Phật mới hỏi một ngày Phạm Thiên đó mới hỏi Phạm Thiên nghe, Đức Thế Tôn có bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu các ngài, như là các vị có thần thông vậy, thì người nói không thể biết được, vô số, nghĩa là Đức Thế Tôn đệ tử vô số cũng như tôi vậy này. Mà thật sự ví dụ như tất cả ví dụ như tám bạn đệ tử của Đức 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 Phật đó đều chứng quả A-la-hán hết, nhưng mà đó là cái số hiện tại, còn cái số mà các nơi vô số đến nghe pháp của Đức Phật đều chứng đạo hết cả, mà vị nào A-la-hán thì cũng hơn hơn Phạm Thiên rồi, bởi Phạm Thiên chưa phải A-la-hán, trời Phạm Thiên đó. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Tương Ưng Bộ, tất cả kinh đều Đức Phật đều nói rõ tên tuổi của các Phạm Thiên đó, cho nên các ngài không thể ngã mạn được. Rồi sau đó các ngài bưu phục Đức Phật. Cho nên có ba loại thế giới được đề cập ở đây là thế giới các hành, tức là cái thế giới đang chuyển động. Tức là cái gì nó đang có tướng, hoặc là một phần mà chúng ta không thấy được, cái đó nó đang đương chuyển động. Cũng như từ mặt trời, mặt trăng cho đến quả đất, cho đến cái cây, cái cối hay là con người, bất cứ cái gì, thật sự trong lòng của nó đang chuyển động, đang quay chuyển. Cho nên gọi là thế giới động, thế giới đang chuyển động chứ nó không có sự đứng im. Nào có cục đá, cục đất hay bất cứ cái gì. Cho nên nó người ta mới đo được cái thời gian của nó là bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm. Cho nên thế giới có hữu tình là thế giới có sự sống, như chúng sanh hay là các loài thú, loài chư thiên, loài người, ma quỷ, Atula rồi này kia, loài rồng, loài dạ xoa rồi. Thế giới của các hành thực sự có nghĩa là thế giới của các vật có sự sống và những vật vô tri. Những hữu tình chúng sanh và vạn vật, thế giới của các hữu tình chúng sanh có nghĩa là chỉ các chúng sanh thôi. Thế giới của xứ sở có nghĩa là thế giới bên ngoài, tức là những hiện tượng. Bởi vì cái giới hạn của cái mà chúng ta có thể nhìn đó, nó đều nằm ở trong không gian và thời gian mà nó có, và chúng ta cũng từ cái tính của thời gian không gian mà thấy được. Để rồi một lúc nào chúng ta sẽ giải thích về cái đó. Cho nên những cái người học mới hỏi là, tức là đây để học nhân thế giới bên ngoài đánh dấu hỏi.
Cái vị mới trả lời đó là thế giới vô tri hay là vô tình như đất, sông, núi. Nếu bạn có thể vẽ một lượt đồ về những gì được đề cập ở đây, bạn có thể có bức tranh phác họa về quan niệm thế gian, mặt trời, mặt trăng, vũ trụ và đạo Phật. Đoạn 38 cũng vậy. Nên thay vì, nghĩa là người ta thay những cái từ chi tiết, cái gì? Cái tiếng nó khác mà. Bởi vì đoạn 38 và đoạn sau là những mô tả chi tiết về việc Đức Phật biết rõ thế gian như thế nào. Trong đoạn 39, nhưng Ngài biết những thói quen của tất cả chúng sanh, điều này rất quan trọng. Biết những thói quen của tất cả chúng sanh, biết những khuynh hướng cố hữu của chúng sanh, biết những cá tính của chúng sanh, biết những năng khiếu của chúng sanh. Chúng như với ít bụi trong mắt hay với nhiều bụi trong mắt, với các căn sát bén hay là các căn chậm luộc, với cách cư xử tốt đẹp hay với cách cư xử xấu xa, dễ dạy hay khó dạy, có khả năng chứng đắc hay không có khả năng. Do đó thế giới của các hữu tình chúng sanh đã được Ngài biết nên trên mọi phương diện. Chỉ có chư Phật mới có những khả năng biết chính xác những thói quen, khuynh hướng, cố hữu vân vân của các hữu tình chúng sanh. Ngay cả các bậc thánh A Lán cũng không có khả năng này, như chúng ta đã nghe như vậy rồi đó. Cho nên bây giờ mình mà mình biết một người thì mình chỉ biết chút ít thôi, một xíu xíu, chứ không thể biết hết người đó. Nhưng mà Đức Phật thấy rõ, bởi vì Đức Phật thấy không phải là tìm trong cái thấy tương đồng, nó giống như cái biết. Bởi vì Ngài không phải là cái biết như Ngài, cái Phật nhãn khác hơn tất cả. Cho nên Đức Phật có năm cái thứ mắt mà để thấy đó. Cùng quán biết năm mắt không? Cho nên Phật nhãn nó thì biết toàn thể. Kế tiếp có sự hiểu biết của Đức Phật về thế giới vật lý. Có một số lời tuyên bố về thế giới vật lý, số còn lại được phát triển sau này. Dưới đây là sự mô tả về thế giới theo đạo Phật. Ở đây ghi chú cuối trang rất hữu ích và cung cấp nhiều thông tin. Bạn có thể có một cái nhìn về vũ trụ của người Phật tử. Bạn biết vũ trụ của người Phật tử là một vật tròn, không giống như một quả cầu, mà nó tròn và được bao quanh bởi những gì chúng ta gọi là những dải núi vòng quanh thế giới. Như vậy, có những ngọn núi quanh nó, trong cái vòng này có nước và cũng có bốn đại châu. Chúng ta gọi là bốn đại châu, có lẽ là bốn địa lục. Điều này được nói đến trong kinh sách Tiên hay không tùy bạn. Mỗi đại châu có 500 châu hay là đảo nhỏ, ở chính giữa vũ trụ có núi Tu Di. Núi này con người không thể thấy được, không thể thấy được. Bao quanh núi Tu Di có bãi vòng núi đầm tâm thấp hơn. Ở giữa núi này có nước, đây gọi là những nội đại dương. Có ngoại đại dương và bãi nội đại dương này. Núi Tu Di được nói là câu 4.000 lý. Nhóm núi bao quanh thứ nhất cao 2.000 lý, tức là khoảng 4,8 km. Nhóm kế cao bằng nữa nhóm trên, tức là nói về lý đây. Rất khó để bạn làm một bản vẽ theo tỷ lệ. Tôi đã thử rồi nhưng không thể. Bạn phải làm một bản vẽ lớn, không thể trên một tờ giấy nhỏ, bởi vì nó là nửa chiều cao, nửa chiều cao và cả vân vân. Đó gọi là một vũ trụ. Mặt trời và mặt trăng được nói là đi quanh núi trung tâm, tức là núi Tu Di, ở nửa chiều cao của nó và chỉ cách đất là 42.000 lý. Cỡ của mặt trời
là 50 lý và mặt trăng là 49 lý. Như vậy cỡ nửa mặt trời và cỡ nửa mặt trăng chỉ khác nhau một lý và có những ngôi sao và các hành tinh đi quanh nó. Kinh nói rằng khi mặt trời đi quanh núi Tu Di, nó ném bóng tối xuống đất. Khi ba lục địa sáng, một lục địa tối, đó là đêm, nhưng lục địa kia là ngày. Như vậy, tại một thời điểm chỉ có 1/4 của vũ trụ là tối, còn 3/3 kia là sáng. Có bốn đại châu là châu phía nam được gọi là Simbudipa, tức là châu Diêm Phù Đề, tức là cái châu của mình ở này. Tức là có thể là cái châu, hả? À, tức là cái quả địa cầu của mình. Đó là nơi Đức Phật, các vị trí tuệ và những người thuần tịnh sanh ra. Vùng đất này được mô tả như có một đầu rộng và đầu kia nhỏ dần. Nó khớp với Ấn Độ. Như vậy Ấn Độ là châu Diêm Phù Đề hay là châu phía Nam? Nhưng mà cái này là một cái tính chấp, một tính khác nha. Nếu Ấn Độ là châu phía Nam, thời châu Âu phải là châu phía Tây, Trung Hoa, Nhật Bản là châu phía Đông, và tôi nghĩ châu Mỹ phải là châu phía phía Bắc, bởi vì khi nó là ngày ở châu Á, Asia, thì là đêm ở đây. Châu Mỹ có thể là đại châu phía Bắc, được gọi là Uttarakura, Bắc Cô Lô Châu. Thầy thấy cái Đất này. mình là Nam Châu, cái quả đất mình là Nam Châu, là Nam Nam Châu, chỗ Âu, chỗ Á, chỗ Úc, chỗ Phi, chỗ Mỹ. Còn cái đây là Nam Diêm Phù Đề là quả một quả đất. Còn Đông Tháng Thần Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Nguyên Quá Châu, đó là ở trong phương Để Nam. cho cô nói cho rất lớn. Thầy cũng nghĩ vậy là bởi vì sao? Bởi vì cái hình bản đồ á, ở trong nhiều khoa học giải á, thì nó giống như một cái trái bầu hồ lô. Tức là ở trên nó có một cái núm to như vậy này, nó eo xuống rồi dưới nó to ra. Đó, chúng ta nghĩ giống như một cái quả bầu, đó là cái núi Tu Di. Thì từ cái ngoài quả bầu á, thì nó có một cái vòng biển. Một vòng biển rồi một vòng núi. Rồi cứ một vòng biển, một vòng núi. Bảy lớp không? Bảy lớp, bảy lớp hay Bảo năm lớp? biển thơm á, Hả? biển thơm, Biển nước thơm biển nước này. thơm rồi tới mỗi núi nó đều có tên hết gì trong nhiều khoa học giải. Nó bảy vòng như vậy đó. Còn Nam Thiện Bồ Châu là có quả đất này là nó ở bên phía nam của núi Tu Di, còn Đông Tháng Thần Châu là nó ở phía đông của núi Tu Nhưng Di. mà dường như nó cũng ở ở cái biển, nó phải ở Nó dưới đây nó nằm ở ngoài biển nước mặn ấy, mấy cái cái biển châu nước này mặn. bốn châu là nằm ở bên biển nước mặn ấy đó, còn ở trong kia nó không có, mình không biết được, nó phân rõ lắm. Còn quả đất nó kia là Nam Nam Châu, ở trong quả đất này là con người không à, còn ở kia nó không phải. Ví dụ Để mình như Đông Tháng Thần Châu, Tây Ngưu Hoa Châu, Bắc Cu Lô Châu, Bắc Cu Lô Châu người ta sống tới 1.000 tuổi, còn Nam Phi Thiện Bồ Châu mình trung bình có 100 tuổi à. Còn Đông Thắng Thần Châu Đông thì 250 tuổi, còn Tây Ngưu Quá Châu thì 500 tuổi, Bắc Cu Lô Châu 1.000 tuổi là trung bình tuổi thọ đó, trong quay giải Cái là này không mình phải. sẽ duyệt lại ở trong Hoa Nghiêm. Nó nói về cái thế giới hình thành lúc mà ban sơ từ kiếp không, rồi rồi nó có những cái trận mưa lớn vô số, nghĩa là mưa không biết bao nhiêu kiếp, mà trong đó nói cái giọt mưa đó là nó to như là cái bánh xe vậy đó. Nó lớn mà nó mưa rồi đến một cái vùng nào đó, bởi cái phong luân ở dưới đó, cái không luân, rồi cái phong luân ở đó nó quằn, cho nên mưa đến đó bị cái áp lực của cái gió nó dừng đó. Dừng nó mà trong một cái thời đó nó lâu lắm, rồi cái nước đó nó mới đọng lại. Nó lúc đầu nó giống như như băng này, nó sáng rực, cái nước đặc, nó đặc lại như sữa, như sữa. Lúc đầu cái mặt đất lúc đầu nó thơm ngon lắm. Cho nên có cái chư thiên mà
mà ở trong có cái cõi trời Quan Âm á, họ đi dạo chơi đó thì họ họ mới nghe cái mùi thơm của đất đất mới đó, thì họ mới tới họ bốc họ ăn, họ thấy nó ngon lắm. Thì người có người họ ăn nhiều á, thì có người nó cứng lên, nó nặng, thì lần lần họ bay lên nó khó ăn, thế thì họ ở lại đất đó. Mà cái đất đầu tiên nó có những cây cối, những bông hoa đẹp lắm, và những cái lúa đó nó mọc lên, rồi không có ai gặt ấy, cứ tới ăn thì tới lấy mà ăn về, mà lúa nó thơm ngon lắm. Nó tự có cái giống cũng giống như giống cỏ vậy thôi, nhưng mà ăn nó khỏe mạnh, sống lâu lắm. Mà lúc đó nó đầy những cái cây quý thuốc rồi, bởi vì lúc đó là người ta sống lâu tuổi lắm, có thể sống còn hơn cả 8 vạn 4 ngàn tuổi nữa, họ sống rất lâu, họ không già không chết. Nó thờ bởi vì cái đất đai và khí hậu lúc đó, quả đất nó mới thành hình, trong đó nó diễn tả chi tiết rất rõ loại chư thiên nào đến, rồi đời sống làm sao, rồi sao tại sao, rồi họ mới có những người họ mới làm biếng, họ mới lấy lúa họ đem về họ để sẵn. Còn người ta cứ mỗi lần ăn ta ra ta lấy thôi, nó không có khó nhập gì cả, cây nó tự nhiên cũng như giống như bông hoa, mà cái lúa đó ăn vô có lẽ là nó cũng như thuốc vậy đó, không thể tưởng được. Rồi sau lần 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 người ta mới tranh nhau, người ta lấy đi, ta lấy đi, thành cái cây đó nó không được bình thường nữa, nó bắt đầu người ta mới có cái chút dự trữ, nhưng mà cũng thời gian rất là lâu. Cho nên mọi sự nó khởi đầu nó ấy lắm, nhưng mà chỉ có kinh kinh dường như trong kinh Hoa Nghiêm và hả thì nó diễn tả. Cho nên về cái thế giới học này á, chúng ta biết rõ rồi thì chúng ta mới biết cái cảnh nhân sinh của con người sống ở trên thế giới đó, thế giới và nhân sinh nó sinh ra từ lúc nào và này kia đó, nó khác hơn tất cả những lý thuyết. Nên là không, mình thấy cái bản đồ này, bản đồ có thế giới chủng, cái này thực sự là tra Đó là khoảng nói về một tiểu thế giới, trung cấp Phật giáo người ta học hết rồi, còn qua tổng thế giới nó còn nhiều nữa. từ cái cõi trời trên là cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng nè, sống được 8 vạn đại kiếp. Chúng ta tính cái đại kiếp này kinh khủng lắm, trời vô sở xứ mạng sống 5 muôn đại kiếp, trời thức vô biên xứ sống 4 vạn đại kiếp, trời không vô biên sống 2 vạn đại kiếp. Nó rồi tới dưới không vô biên là tới tứ thiền, rồi tam thiền, nhị thiền, sơ thiền, rồi ở dưới là trời tha hóa tự tại sống 1 vạn 5 ngàn tuổi, trời hóa lạc sống 8 vạn tuổi, trời đau xuất sống 4 ngàn tuổi, trời dạ ma sống 2 ngàn tuổi, và cõi 33 thì sống 1 ngàn tuổi, tứ thiên vương thì sống 500 tuổi, tức là 5 ngàn năm. Mà cái năm nữa trẻ nó dài lắm, cái ngày ở trẻ nó dài lắm. Cho nên chúng ta theo cái hình này, cái này để rồi bữa nào tôi làm một cái bản đồ thật là lớn, có thể bằng cái bản như này, thì chúng ta thấy rõ cái núi Tu Di, cái 33 mặt trời và tức là trên cái đỉnh núi Tu Di đó, cái trời Dạ Ma ở trên, rồi cái trời Đậu Lợi trên đỉnh. Ở trời Dạ Ma nó ở hư không rồi, trời đó là trời Đậu À, Lợi không á. thì trời Đậu Lợi thì ở trời không, nó có để trời Dạ Ma, nhưng mà trời Dạ Ma nó ở phía ngoài, nó Ở trên, hư không. tức là nó nói vậy này, nó cho nên cái rồi ở đây nó có vẻ là những hương thủy này, phần nhất nhì hai ba tư năm sáu hải. Nên nó cái hương thủy nó sống xung quanh nó tôi gì
Rồi ở dưới cái hương thủy này có năm diêm phù đề, tức Biển là nước mặn nữa. những bộ châu đó là sống giữa biển nước mặn. Ừ. Sáu 18.000 dặm, lớp địa luân 6 18.000 dặm, lớp kim luân cao 32 muôn dặm, bề rộng đồng thủy ngân. Cái thủy luân thì bề cao 80 muôn dặm, sóng rộng 120 vạn 3.450 dặm. Rồi tới phong luân tức là gió ở dưới này, bề cao 160 muôn dặm. Rồi tới hư không, rồi tới tới những cái gió, áp suất lực của gió, gió rồi ở trên nó có nước, rồi trên đó cái địa cầu của mình, nó Ngoài xong luôn á thì có những cái cái bản gì đồ này thầy của tôi vẽ, sư âm nghĩa là làm ra này, này cho chúng học, có nghĩa là coi như là trung cấp trở lên, nhiều khoa học giải, nhiều khoa học giải cho trường Phật học là ta đại học rồi. Cho nên những cái này mà chúng ta không 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 chi tiết, không học thì rất khó khó mà biết được. Chúng ta biết về thế giới, về cái sự thành tựu hoại không, rồi chúng ta mới thấy cái sự sống của mình nó thật sự nó giống như một giấc ngủ, một giấc mơ chút xíu xíu. Trong vòng 100 năm chúng ta nó như là một bằng một ngày của cõi trời thấp, một ngày của đợi lợi 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 thiên á, mà nó bằng nửa ngày của dạ ma thiên. Dạ ma thiên nó sống tới 200 năm rồi tới cõi mà cõi 200 năm của hả, người ta là một ngày của mình, 200 năm của mình là một ngày của mình có giá trị. thì 200 năm mình là một ngày dạ thiên, nhưng mà một ngày của đâu xuất là chỗ mà Đức Di Lặc ở đó, Một ngày tại vì là 400 năm mình. thì bằng 400 năm dưới này. Đức Di Lặc bây giờ ngài đương ở đây nữa, ngài đi nghĩa là khắp mười phương hiện hình hóa sanh vô số vô lượng, như là bên Trung Quốc có quá Bổ Đại Hòa Thượng một xíu, một đầu lông xíu xíu của ngài phóng ra thì thành ra tất cả, nghĩa là những hóa thân đó này kia đó, chứ không phải là Di Lặc sanh chỗ này sanh chỗ kia như là nhiều tôn giáo hay nhiều người họ tưởng tượng, nó không có đúng. Cho nên mình phải căn cứ nơi kinh đó, như là kinh kinh gì Hạ Sanh Di Lặc, thì mình biết Đức Di Lặc này sanh vào lúc nào, khi con người bao nhiêu tuổi, và lúc đó ai làm vua cõi Diêm Phù Đề này, và đời sống như thế nào, có diễn tả rất là đầy đủ. Rồi ngài tu cách sau, ngài thành Phật chỉ trong một đêm thôi. Rồi sau đó, rồi còn thượng sanh là hồi thời kỳ Đức Phật Thích Ca đó, Di Lặc sinh từ từ Ấn Độ sanh lên quả trời, tức là kêu bằng thượng sanh Di Lặc kinh. Nên là kinh đó người ta ít đọc, tôi có mấy bộ rồi không biết nó đi đâu mất. Cho nên cái thư viện là có những kinh sách mà khi nó mất rồi mình khó tìm lại. Nó có chứ không phải không, nhưng mà mình sưu tập nó cũng khó, có hồi người ta không có xuất bản. Nên có cái sách kinh nào mình để nó lưu truyền, ví dụ đời này đời sau rồi người ta học, chứ đừng có lấy đi. Ở đây kinh sách họ lấy nhiều lắm, bị mất rất nhiều. Năm bộ Nikaya mất hết. Mà cái bộ đó là cái bộ đầu tiên, nghĩa là của Hòa Thượng Minh Châu dịch, rất là dễ coi hay. Bỏ nó bỏ vỏ lại, vỏ đang 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 nó bỏ vỏ một đống, có cái bao bọc vô vậy lấy hết. Rồi những bộ sách mà tôi thích như là Giả Kim Thuật rồi này kia, luyện kim rồi, tôi thích những bộ sách đó cũng lấy hết. Mà nó lấy cái đó nó lỗ dữ lắm, nó không lấy cái đó thì tôi cho nó bằng 10 lần cái đó.
Cho nên chúng ta tiếp cái này. Cho nên nó làm mình muốn mà biết những thế giới đó, và mình hy vọng là một lúc nào mình sẽ đến với những thế giới như là cõi trời hay là các mười phương đó. Cái việc đầu tiên á, thì tâm mình phải yên tĩnh, và mình cái đầu tiên mình bỏ là không có lòng tham. Nói vậy chứ rất khó. Cho nên nếu mình không có lòng tham á, thì mình sẽ có sao, mình có đủ hết đó. Cho nên hồi tôi ở Lâm Đồng, nó thật sự tôi gặp nhiều vàng lắm. Nói ra nó kỳ cục chứ. Hồi ở bên bên này, bên bên chỗ mà bây giờ nó gọi là suối Tiên, lúc đó mẫu mẫu trầu đó đầu tiên, tôi với một sâu lục rồi mấy người đi đó, đi đẫm đẫm cái cây cái lá thạch anh á, nó lên nó như nấm nè, mà không biết sao lúc đó mình lượm nấm chơi rồi mình bỏ, nó nhiều quá. Mà có những viên thạch anh mà nó thật sự bây giờ chắc là họ, nếu họ lấy họ bán nhiều tiền chắc họ cũng lấy hết rồi. Thạch anh màu tím á, với là thạch anh màu hồng nó đẹp lắm, nó sáu cạnh mà nó chiếu 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 nó giống như sapphire, như đó. Thạch anh vàng. Có một lần tôi lượm một cái hòn đá nó rất là quý, cái hòn đá nó trong veo, nó giống như viên bi mà nó lớn vậy, mà trong đó nó là có một cục nó chạy tròn 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 tròn. Cái rồi chính ông thầy Phương đó, ông nói đưa tôi về tôi nghiên cứu tôi coi thử. Ông lấy ông đâu có trả lại đâu. Đá nó kỳ lạ lắm, tôi có viết ở trong cái bộ ấy đó. Bây giờ ông bệnh rồi, tội nghiệp lắm. Sách vở cũng nhiều lắm. Ở trên quận 8. Ông đưa tôi về tôi nghiên cứu. Ông về ông nghiên cứu sao nó lớn vậy, trong đá nó có một cái con đá mà nó trong veo, mà nó không phải là thủy tinh, không phải gì, nó lạ lắm. Nó nghĩa là mình thấy có lẽ là một cái quý đó. Cái rồi ở trong nó là có một hòn nó chạy 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 chạy, nhưng mà có lẽ ông cũng trẻ nít cho ông tưởng đồ chơi về đó, rồi ai họ cũng giật lấy đi. Cho nên mới nói là có bốn châu, tức là gọi là Simbodipa, tức là châu Diêm Phù Đề này, đó là nơi Đức Phật, các bậc trí tuệ và những người thuần tịnh sanh ra, tức là của mình này. Sau này mình coi kỹ cái dân ở sống bốn châu đó, cái người như thế nào, mặc như thế nào, làm ăn thế nào, và họ sinh hoạt có nói rõ ràng ấy, chứ không phải là mà từ hồi đó. Vùng này đất được mô tả như có một đầu rộng và đầu hẹp. Nó khớp với Ấn Độ như vậy. Ấn Độ là châu Diêm Phù Đề, ở đây là có lẽ là họ nói cái thế giới này, cái châu của thế giới này. Nhưng mà cái châu thế giới này thì có lẽ là phải lấy cái đỉnh Everest hay là núi hay là Hy Mã là làm tu di. Thì nó đâu có đúng đâu. Cho nên nói là ta cũng nói về Trung Hoa, Nhật Bản và các loại về Mỹ, châu phía Bắc, bởi vì khi nó là ngày ở châu Á thì là đêm ở đây. Châu Mỹ có thể là Đại Châu phía Bắc, được gọi là Uttarakura, Bắc Cô Lô Châu, đây là vũ trụ quan Phật giáo. Trong đoạn 43, năm hàng đầu đặt không đúng chỗ. Đây là núi của Hoàng Cầu lao xuống biển sâu 82.000 lý, Vương Câu cũng bằng viền quanh toàn thể một thế giới chủng. Những hàng này lẽ ra ở ngay trên đoạn 44. Tôi không hiểu lý do tại sao Ngài lại đặt những hàng này ở đây, có lẽ là một sơ xuất như vậy.
Nhưng hằng này nằm trên đoạn 44 ở đây, đĩa mặt trăng là 49 lý, bề ngang hai đường kính và đĩa mặt trời là 50 lý. Do đó, thế giới của vị trí này cũng được Ngài biết rõ trên mọi phương diện, như vậy Ngài là bậc biết tất cả. Rõ thế gian giải, bởi vì Ngài đã thấy thế gian trên mọi phương diện. Đức Phật được gọi là Lokavidu, người biết rõ các thế giới, người biết rõ thế giới của các hữu tình chúng sanh và thế giới vật lý, và người biết rõ thế giới của các hành hay là thế giới các pháp hữu vi. Đó là lý do vì sao Đức Phật được gọi là bậc thế gian giải. Nên là cái bậc mà có thể giải thích được tất cả thế gian. Ví dụ bây giờ Ngài không phải là một nhà khoa học, nhưng mà đưa một cục đá, hỏi cục đá này từ đâu là Ngài biết nó rõ cục đá đó từ đâu, cái giống cây đó từ đâu, bất nghĩa là từ có cõi trời, từ bất cứ cái gì. Cho nên nói thế gian là nói chẳng những nói con người, nói sự vật, mà nói còn nói cái sự sanh thành, cái sự luân hồi, và nói những cái tánh tình, rồi nói những cái nghiệp. Nghĩa là cái gì mà gọi là trong thế gian này Ngài biết hết cái nghiệp, và người nào có căn lành, người nào chưa có căn lành, người nào có thể tu dễ, người nào tu khó, biết hết. Rồi tới người nào đương nghĩ gì Ngài biết hết cả. Cho nên do như vậy có những người mà thời học đó có huynh đó, ông nghe gì ông sợ lắm. Ông nghe là ông sợ, ông giữ mình, như ông nói mình làm gì chắc Phật cũng thấy hết. Trời ơi, vậy đó. Vậy mà ông tu được á, tu tốt. Khi chúng ta đọc trong phụ chú giải, chúng ta sẽ thấy thêm những mô tả về ân đức này. Tôi không biết những mô tả ở đâu sợ đâu ra. Thật sự chúng không xuất phát từ kinh điển, có thể chúng được lấy từ một số bài viết nào đó bên Ấn giáo Hindu, bởi vì có những cuốn sách này trong đạo Hindu, có thể chúng được lấy từ đó, nhưng chúng không thực sự quan trọng lắm. Trong cuốn sách này họ nói rằng núi Himalaya cao 500 lý, một lý khoảng 8 dặm, như như vậy nó cao khoảng 4.000 dặm. Có khi họ đo không phải bằng độ cao mà bằng đường đi. Có lẽ muốn lên tới đỉnh bằng phải leo một số dặm đường nào đó, như vậy núi Tamba Pali cao 122 dặm, không phải do từ mực nước biển mà bằng dặm đường. Học nhân chúng ta nói như quả bay để chỉ sự trực tiếp số đo này, không phải như quả bay chứ. Vì thầy nó không phải, có lẽ đó là lý do tại sao người ta nói rằng núi Himalaya cao 500 lý, vân vân, núi Everest cao khoảng 5 dặm. Đúng không? Ở đây người ta cũng nói, cho nên cái sách này á, cái những cái đoạn chính á, là kinh của Đức Phật, nhưng mà đoạn này giải thích này là các vị nên là cũng là cao tăng học giả họ viết ra. Và cách đây chắc cũng là cũng gần mười mấy 20 năm thì thầy Thích Chân Thiện với cô Trí Hải dịch bộ này, hai vị đều là tiến sĩ Phật học. Và lúc dịch bộ này thì tôi có nói chuyện với thầy Chân Thiện, và thầy có nói nhiều bữa trước thầy nói ở bên Pháp, ở trong Hàn Lâm Viện có cái ông gì đó mà ông thích cái bộ này đến nỗi ông muốn bỏ hết. Nếu mà khi mà ông nói tôi ra đi đó, người ta hỏi ông nếu anh ra đi trên đời này cái gì quý nhất mà anh cần phải đem theo, người ta thử cái vị hàn lâm mà thông thái nhất, người ta gọi là thông thái nhất của trong Hàn Lâm Viện, thì ông nói tôi đi đem theo một bộ sách thôi. Hỏi bộ gì thì ông mới nói là bộ Visuddhimagga, mà thầy Chân Thiện ông có nói rõ cái tên vị đó nữa, nó dường như ông có biết hay sao. Cho nên trong cái bộ sách này nó giải được tất cả. Bạn biết đôi khi lời nói này cũng có mâu thuẫn với lời khác. Sách nói rằng khi ba châu sáng thì một châu tối. Theo lời nói này, thế giới của chúng ta là những gì được hàm ý bằng từ Lutka trong kinh điển, bởi vì một phần của thế giới tối khi những phần khác sáng, nó không chính xác là một phần tư.
Nhưng đó là gì? Có thể là cái này là họ nhận lầm, họ đã nhận lầm chứ không phải là nhận lầm cái người mà diễn giả theo cái mặt trời mặt trăng đây. Nó là cái gì đó giống như thế, có lẽ kiến thức về địa lý của các vị thời đó rất hạn chế. Có thể có những bậc thánh đã quán và nói về những vấn đề này và họ chỉ việc chấp nhận. Dường như không người nào bận tâm đến việc đo lường độ cao của núi Himalaya hay là núi Everest, đỉnh Everest. Lý do là vì thời ấy họ không có những phương tiện để đo và có thể họ chỉ đo bằng đường đi. Thực ra thì điều đó cũng không quan trọng lắm. Thì đó Đến họ có thiên nhãn ừ. nữa, do đó người ta đường Phật có thiên nhãn đặc biệt, hơi những thọ thời Đức Phật nói Ừ. đâu có phải đâu mất thường đâu. Bởi vì những người họ học rộng nhưng mà ở trong cái thời đại sau này cách này cái 100-200 năm này kia đó thì họ cũng có cái tính chất hiện đại rồi sau này có cái vị dịch giải này là còn sau nữa thì cách đây chừng cỡ 30 năm chứ mấy 30-40 năm. Hồi mà Viện Đại học Vận Hạnh thành lập là trước giải phóng ở đường Phan Minh Giảng rồi sau đó bây giờ về đường ở Phú Nhuận. Hồi đó hai trường trong đoạn đó có ân đức của Đức Phật được nêu ra có bao nhiêu ân đức ở đoạn đó. A-la-hán là ân đức thứ nhất, chánh đẳng giác là ân đức thứ hai, minh hạnh túc là ân đức thứ ba, thiền thệ là thứ tư, thế gian giải là thứ năm. Ân đức kế tiếp là bậc lãnh đạo vô song, những người đáng được điều phục, tức là vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu. Nên là tất cả đều là danh của Đức Phật, danh hiệu của Đức Phật. Nghĩa là vị thầy vô thượng có thể điều ngự được tất cả những cái bậc trượng phu, điều ngự trượng phu. Luận sư ngát thành làm hai ân đức. Thứ nhất chỉ là bậc vô song, tức là vô thượng sĩ. Và thứ hai là bậc lãnh đạo của những người đáng được điều phục, điều ngự trượng phu. Như vậy ân đức này có thể xem như một ân đức duy nhất, bậc lãnh đạo vô song của những người đáng được điều phục, vô thượng sĩ. Hai, như hai ân đức, đó là như vô song và như bậc lãnh đạo của những người đáng được điều phục. Vì vậy luận sư sẽ cho chúng ta một sự giải thích theo cách phân chia này. Chúng ta hãy đi đến đoạn 46 về các đặc biệt. Không có ai cao quý hơn Ngài hay không có ai để so sánh với Ngài như vậy. Ngài là vô song, vô thượng sĩ. Do đó vô song được xem là một. Vì theo cách này, Ngài vượt lên trên toàn thể thế gian và các đức đặc biệt thế giới cũng như về các đức đặc biệt của định huệ, của giải thoát và tri kiến về giải thoát. Nghĩa là giải thoát và giải thoát tri kiến, cho nên mình gọi là gì? Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương. Giải thoát tri kiến đó là cái phần đó là phần ngộ, phần giác ngộ thôi. Tri kiến về giải thoát có nghĩa là sự suy gẫm lại hay là phản kháng sau khi giác ngộ. Cái này thì nói như vậy cũng không đúng nữa. Tri kiến giải thoát là cái biết về giải thoát và cái biết khi thoát ra khỏi tất cả về cái biết, tức là đã nó vào cái vị chứng. Có nghĩa là sự suy gẫm, thì tức là suy gẫm, tức là trong cái tầm tư nó chưa thoát. Khi một người đặt đến sự giải thoát, trước tiên có sát na đạo, khoảnh khắc thực chứng. Tiếp theo sau là sát na quả, hay là ba sát na, quả hay là tâm quả. Rồi sau đó có một phần tâm hữu, kế tiếp là sự phản kháng hay suy gẫm lại, phản kích trên đạo, phản kích nên quả, phản kháng trên niết bàn. Cô quán biết cái đó không? Biết
cái này giải thoát nó đâu có giống như là giải như Đức Phật đâu. Cho nên Đức, khi mà Đức Phật chứng đạo thì sao? Chứng đạo là dứt cái gì? Thọ tưởng hành thức thì có kia là cũng như năm thủ uẩn, còn kia là năm uẩn, uẩn là giới uẩn, định uẩn, giới hương, định hương, giữa huệ hương, giải thoát. Giải thoát thì cái hương đó là giới định, giải thoát. Giải thoát thì kiến, giới hương, định hương, giữa huệ hương, giải thoát. Giải thoát thì kiến năm, cái này gọi là năm uẩn pháp thân pháp giới đó. Còn mình là năm uẩn là sát thọ tưởng hành thức Không, phải đó, phải mà sát tưởng đây này, phải nói là khi mà Đức Phật dứt cái gì rồi mới thành Phật, là cái đoạn cuối cùng. Còn những cái trước là từ từ nó phàm phu đến, bởi vì nói về sự giải thoát thì cuối cùng chỉ có Đức Phật và Vị A-la-hán thôi. Tâm quán hay nói về cái gì, kim cang dụ định gì đó. thì cái thập địa lần bồ dậu dụ định kim cương á, là trong một sắp nơi đó dứt cái tập khí phiền não nối nhau á, mới chứng được quả Phật. Dứt tập khí phiền não nối nhau đó thì mới mười phương chư Phật Nghĩa là dứt mình được phải Phật. dùng cái từ gọi là kim cang dụ định, chỉ có từ đó, chứ mình giải mình biết không đúng, mà cái từ đó nó bao hàm hết. Cho nên nếu mình học Phật mình phải căn cứ nơi cái từ gốc Cái bồ thập địa lần, thập địa rồi mới vô cái dụ định kim cương đó, là mới dứt cái tập khí phiền não với nhau đó, nó là mới trừ được cái vô minh hoạt, vô minh trụ địa đó. nên là kiến hoạt tư hoạt vô Cần sao minh, hoạt, cần sao hoạt và vô minh hoạt, nó vi tế lắm. Mà trong trong thiền mà nó trong thiền không thể hiểu được, mà chỉ có những cái mà cái quả mà nó thuộc về giác ngộ đến cái khoảng đó. Như vậy nếu mà thiền hiểu được thì tứ thiền họ đã thành Phật hết rồi. Hay là các vị không xứ thiền, thức xứ vô xứ phi tưởng của các cái thiền sát giới đó. Nhưng mà các vị thiền sát giới họ cũng đâu hiểu. Cuối cùng tới phi phi tưởng như Úc Đậu Lâm Phất đó, thì ông chỉ đạt được cái định cuối cùng như là 8 vạn 4.000 kiếp. Chứ còn còn Đức Phật thì thành Phật. Nhưng mà mình phải tra cái kim cương dụ định nó là gì. Bởi vì cái từ đó là một cái từ gom tất cả, hoặc là nó từ cái phạn nó mới ra hán và nó ra mình hiểu được trong chữ nôm chữ chữ, chữ giải đó. Cho nên mỗi cái từ của Phật học đó, ví dụ sơ nhị tâm quả, hoặc là từ quả tu đà hoàn đến quả la hán đó, nó có những cái dòng tâm cuối cùng đó, người ta đều có một cái từ rất là chính xác, chứ chứ không phải mình tưởng tượng mà mình nói mà nếu không đúng với cái từ đó thì cái chỗ hiểu mình sai. Chỗ hiểu mình là do mình hiểu, mình biết về cái trạng thái tâm của mình đang bây giờ đó nó như thế nào thì mình nói như thế đó. Nhưng mà mình nói mà nó phải đúng với cái từ đó, là bởi vì nếu mình thấy cảm thấy là cái trong tâm mình không đúng với từ đó, thì đây chỉ là một là ý kiến của mình giải theo kiến thức sơ sài thôi. Thứ hai là cái trạng thái tương đối của mình đó, nó không phải là cái chứng của Đức Phật, thì mình cái biết của mình nó không không vươn tới cái chỗ đó, cho nên không không thể hiểu rõ được. Nên nó phản kháng trên đạo, phản kháng trên quả, phản kháng trên niết bàn, phản kháng trên những phiền não đã diệt trừ. Nghĩa là phản kháng tức là nó phản diệt lại, ngược lại tất cả những cái đã có, tức nó vượt qua đó. Nó cũng giống như là kêu bằng gata gata para gata sanh gata bodhisattva, là yết đế đế ba la yết đế đó. Đây được gọi là năm sự phản kháng. Trong số này ba phản kháng đầu luôn luôn được người để đạt đến giác ngộ thực hiện, hai phản kháng sau bậc giác ngộ có thể thực hiện hoặc không thực hiện. Những phản kháng này được gọi là tri kiến về giải thoát. Đức Phật là bậc cao quý nhất trong tất cả con người, không chỉ cao quý nhất trong loài người mà Ngài còn cao quý nhất trong tất cả hàng chúng sanh, bao gồm chư thiên, ma vương, phạm thiên, Brahma. Và tất cả khi Đức Phật nhìn vào thế gian, Ngài không thấy có bất kỳ ai hoàn hảo về giới hơn Ngài, giới định huệ đó, về
Phần kế tiếp của ân đức này điều phục những người đón được điều phục, hai bậc lãnh đạo của những người đón được điều phục. Đoạn 347, ngài thức tỉnh, Sajati là đề tỉnh. Trong này người ta giải thích chữ đề tỉnh là nâng đỡ hay kéo dậy, là đề, chữ đề đó, hết thảy sự lý gì đang mê mà ngộ ra thì gọi là tỉnh. Cho nên nó rõ ràng trong cái từ đó chúng ta mới định nghĩa. Bởi vì giờ tuy nhiên mình nói mình ngộ chứ mình biết có tí tẹo như là cái hột cám, hột tắm vậy thì nó đâu có nhầm gì. Thì cái ngộ đó là ngộ với mấy người ở ngoài đường phố, ngoài chợ được chút thôi. Chứ đâu thể ngộ với cái người mà họ tu tập được đâu. Ngài điều phục, ngài rèn luyện là những gì muốn nói. Ở đây những con thú đực, những người nam và những phi nhân nam chưa được điều phục, nhưng thích hợp để được điều phục. Người ta có chú thích về tiếng Pali, tiếng Phạn, là những người nam trượng phu đáng được điều phục. Đó là sự định nghĩa về những người đáng được điều phục. Đối với những con thú đực, đó là rồng chúa, Apalala. Và tất cả những con thú này đều được nêu ra, những tham khảo được ghi chú cuối cùng. Có quá nhiều, nếu bạn muốn khám phá câu chuyện của mỗi nhân vật, bạn phải tìm trong rất nhiều cuốn sách và bạn phải đọc rất nhiều. Đây chỉ là những trường hợp Đức Phật điều phục hoặc là dạy họ, hay trong một số trường hợp đánh bại họ, khiến họ thấy ra sự thật. Ngài làm cho họ trở thành đệ tử của Ngài, rồng chúa Apalala, Kudura, Madhu, Dara. Đây là tên những con rồng, nói rất là nhiều nhiều tên. Rồng chúa Aravala, đó là con voi, voi Dana Palaka là con voi của vua Aratasattu. Có lẽ là con voi này là con voi của gì? Của gì mà bạn của gì mà giết mẹ đó hay cha ai sao thế con quá không biết cũng ra con voi đó nè, con voi nó Aratasattu thả để giết Đức Phật nè, và được Đức Thế Tôn điều phục thoát khỏi chất độc của phiền não và an trú trong tam quy và ngũ giới. Con rồng đó nó cũng cũng giác ngộ nữa. Và cũng có những người nam như là Sakka là con trai của Nigatha, ông là một tín đồ của kỳ na giáo đồng cũng thời với Đức Phật, hay có thể trước Đức Phật một thời gian. Mahavira là giáo chủ của họ, giống như Đức Phật đối với tín đồ Phật tử, Mahavira cũng đối với những tín đồ đạo Jain. Như vậy họ được gọi là Nigatha, Nigatha. Trong kinh điển Pali, người học trò Bà La Môn, Ambattha, ông là một con người kiêu ngạo. Ông đi đến Đức Phật với thái độ kiêu căng tự phụ, và vì thế Đức Phật đã điều phục ông. Lokarasati là thầy của Amba Sanadara Danda, một người Bà La Môn, Uttarana một người Bà La Môn, và cũng có những phi nhân nam gọi là Dạ Xoa. Dạ Xoa ở đây có nghĩa là những người phi thường. Đây là những Dạ Xoa rất quyền lực, Dạ Xoa Alavaka, Dạ Xoa Susi Loma và Dạ Xoa Kangraluka. Hồi đó Dạ Xoa Suri Loma này nó thấy ông
Xa Lợi Phất ngồi thiền, nó tới nó đi ngang nó đấm thử cái đầu ông, mà nó cái quả đấm của con cái con quỷ này nó đấm một cái là hòn núi to cũng phải bể nữa, cái lực của nó gọi là quỷ vương đó, đó là thiệt rồi. Thầy Đức Phật Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên đang ngồi thiền, Mục Kiền Liên thấy như vậy cái quảng hồn chạy lại, thấy biết cái lực con quỷ này dữ lắm, nó thử mà nó đấm một cái cái nó thấy họ sư huynh có sao không sao, ông nói nó nghe chút đụng đụng gì đó, đó. Có câu chuyện đó, nó cũng trong chuyện tích đó. Cho nên cái thần lực của Mục Kiền Liên ghê gớm mà chưa chắc là chịu nổi một cú đấm nữa. Nhưng mà cho nên mới nói là Xá Lợi Phất là bậc đại trí tuệ. Trí tuệ không có nói là thần thông như Mục Kiền Liên, nhưng mà không có nghĩa là không có. Bậc trí tuệ vẫn có thần thông lớn. Cho nên cái thời Đức Phật đó, thực là cái thời đó người chư thiên rồi cũng dễ gần nhau. Gần 3.000 năm đâu phí đâu. 2.000 năm trăm mấy năm rồi. Bây giờ cách mình ở chừng 400-500 năm thì mình thấy nó cũng là thời cổ ra lắm rồi. Còn 1.000 năm trước cũng giữ tới là 2.000 mấy năm. Lúc đó ở trong núi Hy Mã Lập Sơn có nhiều tiên đó. Người ta tu nhiều thần tiên ở trong đó. Người học trò Bà La Môn Avatha, ông là một con người kiêu ngạo. Ông đi đến Đức Phật với thái độ kiêu căng tự phụ, vì thế Đức Phật đã điều phục ông. Đó. Cũng có những phi nhân nam gọi là Dạ Xoa, là những Dạ Xoa rất quyền lực. Dạ Xoa Alavaka, Dạ Xoa Suji Loma và Dạ Xoa Kangra Loma. Thiên chủ Saka là Đế Thích, tức là Đế Thích Thiên Vương, đã được điều phục và rèn luyện bằng những phương tiện khác nhau. Đức Phật đã điều phục được hết những nhân vật này. Vì vậy Đức Phật được biết đến như là nhà lãnh đạo của những người đáng được điều phục, hai bậc điều phục trưởng phu. Kế tiếp luận sư đưa ra cho chúng ta một dấu chỉ dẫn tham khảo, hai một trích dẫn từ kinh điển về Kesi, người huấn luyện ngựa. Bài kinh đó là một bài kinh rất lý thú, để tôi đọc cho các bạn nghe một đoạn từ kinh này. Nhân dân, lúc bây giờ Kesi, người huấn luyện ngựa, đi đến viếng Đức Thế Tông, và khi đi đến, ông chào hỏi Đức Phật rồi ngồi xuống một bên. Đức Thế Tông nói với Kesi, người huấn luyện ngựa, này Kesi, ông chính là một người huấn luyện cho những con ngựa để kéo xe phải không? Vậy này Kesi, ông huấn luyện một con ngựa có thể dạy được như thế nào? Ông huấn luyện một con ngựa ra sao? Kesi đáp bạch Đức Thế Tông, đối với con huấn luyện một con ngựa bằng sự dịu dàng, bằng sự khắt khe, và cũng có khi bằng cả sự dịu dàng lẫn khắt khe. Ông điều phục ngựa theo ba cách như vậy. Nhưng này Kesi, giả sử rằng một con ngựa có thể dạy được, không chịu tuân phục sự huấn luyện của ông bằng sự dịu dàng, cũng không tuân phục sự huấn luyện của ông bằng phương pháp khắt khe, hay không tuân phục sự huấn luyện của ông bằng cả hai phương pháp, ông sẽ làm gì? Trong trường hợp như vậy, bạch Đế Thế Tông, con giết nó. Tại sao vậy? Với niệm chớ để cho nó trở thành kẻ làm mất uy tín dòng dõi của thầy con. Tức là khi ông huấn luyện được thì ông giết đi. Nếu con không thể điều phục con ngựa này, con sẽ mất uy tín. Thay vì để mất uy tín, con sẽ giết con ngựa. Trong trường hợp như vậy, con giết nó với ý nghĩ chớ để nó trở thành kẻ làm mất uy tín dòng dõi thầy con. Nó là cái trong cái thường giải thanh tịnh. Tuy nhiên bạch Đức Thế Tông là bậc điều phục những người đáng điều phục, không ai sánh bằng. Vậy bạch Đức Thế Tông huấn luyện một người có thể dạy được như thế nào? Bằng chính câu hỏi ấy, ông hỏi lại Đức Phật. Đức Phật nói, về phần ta, này Kesi, ta huấn luyện
một người có thể dạy được bằng sự nhu mì, bằng sự khắt khe và cũng có khi bằng cả sự ấy, cả hai cách ấy. Này cái si, đây là cách sách, cách bằng sự nhu mì, đây là thiện hạnh về thân, quả của thiện hạnh về thân và như thế này. Đây là thiện hạnh về lời nói, quả của thiện hạnh về lời nói và như thế này. Đây là thiện hạnh của ý, quả của thiện hạnh ý và là như thế này. Như thế này là chư thiên, như thế này là con người. Có thể rằng bằng sự nhu mì, Ngài chỉ cho họ những lợi ích của việc giữ giới ở đây, bằng cách chỉ cho họ thấy những sự lợi ích của việc cư xử theo giới hạnh và điều phục bằng sự nhu mì, làm cho người ta muốn thực hành. Và này Kê Si, đây là cách bằng sự khắt khe, đây là ác hạnh về nhân, về thân, quả của ác hạnh về thân và như thế này. Đây là ác hạnh về lời nói, quả của ác hạnh về lời nói là như thế này. Đây là ác hạnh về ý, quả của ác hạnh về ý là như thế này. Ở đây Ngài chỉ cho họ thấy những quả xấu của ác hạnh. Theo Đức Phật thì đây là cách điều phục bằng sự khắt khe. Và này Kê Si, đây là cách vừa bằng sự nhu mì và bằng sự khắt khe thiện hạnh về thân, lời nói và về tâm là như thế này. Và quả của chúng là như thế này. Ác hạnh về thân, về lời nói, về tâm là như thế này. Và quả của chúng là như thế này. Trong trường hợp này, Đức Phật chỉ cho họ thấy cả hai, những lợi ích của thiện hạnh lẫn bất lợi của ác hạnh. Đó là cách Đức Phật điều phục ngự vừa bằng sự nhu mì và vừa bằng sự khắc khe. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, nếu một người được huấn luyện không tuân phục theo cách huấn luyện bằng sự nhu mì, cũng không tuân phục theo cách khắc khe và không tuân phục theo cả hai cách, Đức Thế Tôn sẽ làm gì? Trong trường hợp như vậy, này Kê Si, ta sẽ giết người ấy. Đây là câu trả lời của Đức Phật. Nhưng chắc chắn Đức Thế Tôn không bao giờ đoạt mạng sống. Vậy mà Đức Thế Tôn lại nói như vậy, ta sẽ giết người ấy là sao? Thật sự, này Kê Si, đoạt mạng sống không hợp với mục đích Như Lai. Ở đây có nghĩa là Đức Phật. Tuy vậy, nếu người được huấn luyện không tuân phục cách huấn luyện bằng sự nhu mì, bằng sự khắt khe hay bằng cả hai, thời Như Lai nghĩ, thật không đáng để giáo hóa người ấy và các bậc có trí trong đời phạm hạnh cũng không nghĩ giáo hóa người ấy là điều đáng làm. Này Kê Si, đây là cái chết đối với một người trong luật của Bậc Thánh, khi cả Đức Như Lai và cả các đồng phạm hạnh của người ấy nghĩ thật không đáng để giáo hóa người ấy. Lúc đó Kê Si nói, bạch Đức Thế Tôn, chết quả thật là hạnh phúc cho một người khi cả Đức Như Lai và các đồng phạm hạnh của người ấy đều nghĩ giáo hóa cho người ấy là không đúng, không đáng. Thật kỳ diệu thay, bạch Đức Thế Tôn, thật tuyệt diệu thay, bạch Đức Thế Tôn. Cầu xin Đức Thế Tôn nhận con là đệ tử từ nay cho đến trọn đời, như một người đã quy với Ngài. Đó, ngày xưa người ta cũng quy có thể đơn giản như vậy. Khi người ta tâm phục, nghĩa là ý phục rồi ấy, thì người ta nói, là xin Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn nhận con là đệ tử từ nay cho đến trọn đời. Đó là tức là quy Phật đó, như một người đã quy với Ngài. Như vậy cách điều phục người của Đức Phật là bằng sự nhu mì, bằng sự khắt khe hoặc bằng cả hai. Nếu bất cứ người nào không thể được điều phục bằng bất kỳ cách nào trong ba cách này, Ngài chỉ việc bỏ mặc người ấy. Đây là cái giết chết của Ngài, tức là không đói hoài nữa, tức là dứt điểm. Bạn có thể tìm bài kinh này trong Tăng Chi Bộ Kinh, quyển 2, trang 116. Kế tiếp Đức Thế Tôn điều phục thêm nữa trong những người đã được điều phục. Ngài không chỉ điều phục những người chưa được điều phục mà còn điều phục cả những người đã được điều phục rồi nữa. Điều phục bằng cách giới thiệu sơ thiền, vân vân, tức là chỉ cho họ tu á, bởi vì giúp tất cả, làm tất cả thiện, và thân khẩu ý nó hoàn chỉnh rồi thì mới thiền.
chứ không phải giống như như mình thiền là thiền. Nhiều khi đương đến lộn hay ồn ào sống giữa chạy với vô thiền đi, thật sự không được. Là bởi vì thiền sao, cái nghiệp con người á không phải là mình thấy ở bên ngoài không, nó trong tâm. Nếu trong tâm mình không thiện, không lương thiện, không, nó còn nhiều quá những cái phiền não ác độc, hay là chém giết, hay là ăn cắp ăn trộm, hay là tất cả những cái giới hạnh nó không hoàn hảo, thì khi mình ngồi thiền nó không được. Bởi vì khi nó đến một cái giai tầng mà căn bản rồi thì cái sự quen thuộc đó, thì cái sống nó nổi lên. Cho nên nhiều khi người ta nói, nhiều khi sao con buồn, con muốn ăn lẩm nhẩm, ăn cái này ăn cái kia, thì tôi mới suy nghĩ, tôi nói đúng. Bởi vì khi mà mình buồn rồi thì cái tâm mình nó sẽ không là dễ cả, và nó là cần cái cảm giác mà mình đã quen, đã quen bù đắp cho nó. Tức là những cái cuộc sống về thiền, về dục vọng, hay là về về những cái tính chất của phiền não, nghĩa là tất cả những cái lực đó nó tồn tại bằng một cái tính chất rất là vi tế. Nó giống như mình làm rồi nó đều thâu vô, nó nằm ở trong cái con chip hết. Nhưng mà đến cái lúc cân bằng cái tâm rồi đó thì nó lại sanh lên. Bởi vì sao vậy? Bình thường á, tất cả mọi chuyện nó đều ồn ào hết thì cái đó nó không có. Bởi vì cái mới này mình còn đương kêu bằng hăng hái, mình đương sát nhập, mình đương hội nhập nó, mình đâu có. Còn khi mà nó phiền muộn, hay là khi cái tâm mình nó dịu dàng thì cái đó sanh lên. Cũng như khi mình ngủ thiếp rồi thì cái thật sự chim bao nó mới sanh lên. Chứ chưa ngủ thì nó cũng không sanh lên. Hoặc là khi mình sắp chết rồi thì tất cả lúc đó cái căn trần thức nó lặng lẽ, nó chìm xuống rất là nhiều. Trong thân thì tất cả những cái tế bào mình nó xếp lại, nó bắt đầu nó cũng giống như nó sắp ngủ, nó làm biếng này kia đó. Hay là rồi cái tâm của mình thì mình cũng không có việc gì mà nó trao đổi trong hiện tại, thì tất cả những cái bản cũ nó từ từ nó dở ra. Cho nên nó như nhân phụ trái, cường giả tiêu khiên, cũng như người mà bị oan trái, bị nợ đòi đó, thì lúc đó cái gì mạnh nhất nó sinh lên, nhớ nhất nó sinh lên. Như nhân phụ trái, cường giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan, cái tâm mình nó nhiều chuyện lắm, mà cái trọng xứ cái gì mà nó nặng nhất. Cho nên cái đó là tôi kinh nghiệm rất nhiều. Lúc tôi gần ngủ, hay là lúc mà một mình yên lặng, hoặc là lúc mà mình làm một cái gì đó cần thiết, thì lúc đó cái đó nó sinh lên. Cũng như nói thì nó cũng gì, hồi đó ví dụ lúc mà tôi lật lật tôi ra tôi giảng, tôi mệt lắm, tôi cái con bé nó chạy tới nó mặc áo tôi, mà lần đầu nó mặc áo tôi cảm thấy tôi khoái lắm. Nó lấy tay nó xỏ, tôi thấy mình là ông vua nha, có người mặc áo, nó nhớ dữ lắm. Mà sao tôi bước quán tưởng, tôi thấy đó là cái hình tướng, còn cái thời gian đó bây giờ nó không phải là đây. Cái đó là cái nhớ, cái đó là cái thức ý. Người ta làm nó đúng việc. Tôi có những việc mà tôi nhớ nó dai dữ lắm, từ hồi nhỏ giờ. Nhưng mà mỗi sau này mỗi cái nó nhớ là tôi giữ nó, tôi giữ lại, tôi yên lặng tôi coi, tôi nói đây là một hình, có thể nói là một hình ảo, một hình ma chứ không phải thật. Bởi vì lúc mình không có cái biết, mình không sáng suốt thì nó nhập với mình, cái tự nhiên nó làm cho mình hòa đại tâm theo, gọi là chạy theo nó. Cũng như tôi hay ăn cuốn, cái cô đó có nói, thầy khoan khoan thầy đừng ăn em, cái cô lấy cà rốt cô xét đi 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 đi, cô làm một cái xào rồi lấy bánh tráng cuốn ăn. Vậy mà bữa nào tôi ăn bánh tráng thì tôi cũng nhớ tới cô đó. Nó dài, người ta làm nó đúng cái lúc mà mình đang thèm ăn, mà người ta sau đó. Cho nên tôi mới biết con người nó nguy hiểm, là cho nên nó hay nhai lại, hay nhớ lại. Nó giống như con bò, nó ăn rồi, nó ăn lúc nó
nó đói quá nó lật đật, nó về nó đứng một mình, nó mới nhả ra, nó nhai nhai lại. Mà cái đó hồi nhà quê tôi cứ đứng tôi coi, tôi nói con bò này, con trâu con bò nó hay nhai lại, sao nó cứ nhai hoài, mà thiệt sự ở trong nó đưa ra nó nhai lại lần nữa. Cho nên hồi mà lớp 1, lớp 2 nó có bài đó, tôi biết con bò loài nhai lại và tin trời đất rộng thênh thang, nó có trong bản đọc nó có cái câu đó. Cho nên tôi biết của mình là cái thức của mình giống như là một cái nhịp của con vật, con bò nó nhai lại. Chuyện gì qua rồi mình ưa nhớ lại lắm, mà khi nhớ lại mà mình mê một cái thì mình, và cái đóng cái phiền não là mình phiền não, còn cái mà vui vẻ thì mình lại vui vẻ. Cho nên mình sống lại, mình sống lại một kiếp quá khứ của mình, bởi vì cái đó nó đã qua, có khi nó qua nhiều nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều chục năm, nhưng mà khi nhớ lại nó vẫn có một cái sự khích thích như thường. Đó. Cho nên tôi có kinh nghiệm về cái nghiệp là cái gì? Nghiệp là sự nhớ lại. Nhưng mà nếu mình không có tỉnh thức trong lúc đó, mình không có thấy biết lúc đó đó, thì thật sự là mình sẽ bị cuốn hút theo cái chuyện đó. Nó rất nhiều, vô số. Đó. Cho nên do như vậy cái sự tỉnh thức là quan trọng. Tỉnh thức thì mình có thể giải thoát được tất cả mọi cái vấn đề. Tức là trong người mình nó không có mê thì gọi là tỉnh, và nếu mà ở trong một cái bận rộn, một cái thức mình nó bị cuốn ở trong căng trần đó, nó hợp tác đó, thì mình phải thức tỉnh, mình thức tỉnh ngay cái chỗ đó. Nhưng mà thường thường rất mình ít thức tỉnh, nếu nó đến thoáng qua thì mình không biết, mà những cái này nó đến nó có sức mạnh mạnh lắm, cho nên mình không thức tỉnh được. Cho nên vì thế cho nên mình phải thức tỉnh trước. Mình thức tỉnh trước bằng tính chất mình thấy được tất cả cái niệm tưởng của mình. Và sau đó mình lọt vào chỗ không niệm tưởng, tức là cái tôi gọi là cái vô niệm đó. Khi mình biết được cái vô niệm rồi thì không có cái gì lay động mình nữa hết cả. Và lúc đó mình có ba cái cách, ba cái thái độ mình có thể sử dụng. Một là mình dừng lại, mình không cần. Hai là mình tùy thuận, mình làm, nhưng mà không. Cũng như giống như là mình ngồi yên mà mình niệm Phật, mình không bị tất cả những cái ồn ào phiền não. Hay là mình đi giữa đường, hoặc là như tôi đi xe máy để tôi vẫn niệm Phật, tôi vẫn tu tập tốt, và đi ra đứng giữa bên xe bên tàu rồi này kia, mình vẫn tu, mình vẫn thấy mình. Và khi im lặng không có chuyện gì thì mình lại thấy cái không yên lặng, bởi vì không phải là mình thấy cái không cái im lặng, nhưng mà từ khi mình niệm hoài đó, mình niệm hoài rồi cái niệm của mình đó, nó từ dưới nó sanh lên, mình nghe được rồi, khi nó đương đương niệm nó, cái tự nhiên mình không niệm nữa, bởi vì cái này là cái niệm bất niệm từ niệm đó, là tôi biết cái đó lâu rồi. Cho nên do như vậy mình thấy cái khoảng cách không niệm đó, thì mình thấy à, té ra là từ cái chỗ trống rỗng này mà nó khởi niệm, mà trong cái chỗ trống rỗng nó sâu sắc đó, mình không biết cái niệm nó trốn chỗ nào, mà bây giờ tự nhiên đọc nhận nó là lòi lên, nó thành ra cái niệm. Cho nên mình suy nghĩ và mình đắn đo, mình dòm ngó bằng cái con mắt vào bên trong đó, thì mình thấy, mình phân biệt được cái này nó tại sao nó phát xuất, và nó phát xuất chậm, nó phát xuất mau, và nó phát xuất trong sự lộn xộn cùng với tất cả những tư tưởng nó quyện nhau, mình rất khó thấy, và nó trở thành một cái sự nghi hoặc, một sự loạn xạ. Nhưng mà khi mà mình thấy được cái đầu tiên, mình có thể thấy được cái vô niệm, mình thấy được cái không tâm, mình thấy được một cái tính chất mà nó chưa sanh cái gì, cũng như một cái bầu trời nó trong veo buổi chiều đó, trong xanh đó, rồi một tự nhiên một chút mây nó từ từ nó hiện ra, mình thấy rõ lắm. Nhưng mà mình thấy rõ cái mây đó là bằng vào cái nền trời nó đã xanh thẳm rồi mình mới thấy được, chứ trong mây mà đầy đó thì mình không thấy đâu. Thì cái tâm mình cũng vậy nữa, mình ở vào những cái khoảnh khắc nó không có niệm, mình biết được cái không niệm rồi thì sau này tất cả niệm mình đều trừ được hết cả. Mà không phải là mình trừ cái niệm, mà mình có thể trừ bất cứ nghiệp gì, bởi vì tất cả nghiệp nó đều sanh từ cái không. Cho nên tội từ tâm không xảy ra đó,
Tội từ tâm không này, Phật từ tâm không khởi ra. Tu hành thờ Phật là thờ tâm không. Cái đó của ông Krishnamurti đó. Bởi vì tâm không đó là nó không có chủ thể. Tâm không vô ngã đại đồng. Bởi vì nó vô ngã cho nên nó không có liếng liếng nhớ. Tâm không vô ngã đại đồng, lòng không lưu luyến, rõ thông nhiệm màu. Nhiệm màu rốt tận vô vi, vô vô bất tận phi ly niết bàn. Cho nên nó đưa đến chính cái không đó, nó mới thấy được cái tính chất của niết bàn, của niết phana, tức là tịch lặng thực sự là gì. Tịch lặng mà không phải là mình tịch lặng, không phải là mình chìm đắm trong sự im lặng, mà sự im lặng nó vẫn sáng suốt, vẫn thanh bình mà mình thấy im lặng. Cũng như giả tỷ như tôi nói có thể nó không đúng lắm hay nó sơ sót, nhưng mà ví dụ bây giờ tôi đương nói như thế này tôi vẫn thấy nó vô niệm đường hoàng. Nó là vậy. Cho nên cái vô niệm nó không phải là một mình nó, không phải nó không có niệm. Ở trong tất cả cái niệm nó đều là vô niệm. Mà mình thấy chắc chắn 100%. Cho nên nó không có sợ hãi. Đó. Cho nên không phải là mình im lặng, đừng có nói, đừng nghĩ gì, mình gọi là vô niệm. Cái đó là ban đầu mình thấy. Nhưng mà sau này cái thấy đó nó là điều khiển nó làm thành cái không niệm. Chính cái thấy đó. Cho nên chính là ánh sáng chứ không phải là không gian. Không gian nó không có thật. Cho nên nếu không có ánh sáng thì chính là cái ma quái nó sanh lên từ cái không ánh sáng. Vật chất nó sanh lên từ cái không ánh sáng. Đó gọi là avirija đó, tức là cái A là không, không sáng, virija là sáng, không sáng. Không sáng thì cái không sáng đó, trong đó nó có sanh ra ảo ảnh, nó sanh ra vật chất, nó sanh ra cái chất, chất đục, chất đen. Cho nên cái không sáng nó tự nhiên nó dao động, hoặc là nó gọi là duyên hành. Hành tức là rung động, có cái sóng của ảo ở trong cái không sáng đó. Nhưng mà một người mà giác ngộ khi mà thấy được rồi thì cái ở đó nó không thể sanh được. Mà bằng mà cái người giác ngộ tương đối thì nó sanh mà mình thấy. Ví dụ như bây giờ tôi đang nói vậy, nếu tự nhiên một cái gì nó sanh đi quán thoáng tôi cũng thấy. Không phải là một cái nghĩ nhớ lại chuyện này chuyện kia, không phải. Một cái gì nó thoáng nó đi vụt qua, mình thấy. Vì mình thấy đó cho nên mình không có sợ. Mình thấy đó, mình coi như cái luồng chải nó đi ngang qua. Cũng giống như một người khách quen hay lại gì, người ta đi thoáng qua trước cái nhà mình, nó vô tư, cho nên mình không có sợ, mình cũng không chặn lại, không diệt trừ đó, mà mình cũng không có chạy theo nó rồi nó đi biến. Bởi vì chính cái thấy chân chính nhất thì tất cả có cái niệm nó đều trở thành vô niệm. Cuối cùng là cái thấy, lúc đầu cái thấy là thấy khách thể, thấy cái sở hữu tri đó, sở tri tức là cái chỗ để thấy. Nhưng mà khi thấy rồi thì lại chính cái thấy đó nó trở thành cái không, cái vô niệm đó. Nó trở thành cái không, cái vô niệm đó. Đó. Cho nên còn cái người đầu tiên mà thấy đó là cái người nó nghĩa là nó có gốc dữ lắm. Nó là cái từ sơ văn trung, cái ban sơ đó, ở trong cái trung tâm đó. Nó thấy được, nó thấy được cái mắt mắt của sở tri, gọi là nhập sơ văn trung, nhập lưu vong sở. Nếu mình không vào cái dòng đó thì cái sở nó không bật ra được. Mà cái dòng chảy này là cái dòng của tịch diệt, cái dòng của niết bàn, cái dòng của không tánh, cái dòng gọi là vô vi, gọi là vô vi chi trị đó. Tức là vô vi mà nó là tự yên, hành bất ngôn chi giáo, tức là không có lời, mà đó là một sự giáo dục. Vạn vật tắc yên như bất từ, vi như bất tri gì, vi như bất trị, hành như bất tư gì, tôi quên. Cho nên cái này là tôi bác qua cái lão tử. Là bởi vì chính cái mà không dễ cả đó thì mình không thể thấy cái chỗ sanh được. Mình không có thể thấy cái chỗ sanh thì làm sao thấy cái chỗ diệt.
mà cái thấy mà gọi là sanh hay diệt đó nó hoàn toàn không có nữa. Cho nên cái chỗ đó không phải là lý luận, bởi vì nó mất cái hướng gọi là thời gian không gian rồi. Cho nên khi nào mà nói đến chân lý, nói đến cái đó đó, thì con người nó trở thành cái đó. Cho nên nó cái sắc thọ tưởng hành thức nó đều là đồng hóa với một cái tính chất kia vần không. Cho nên tại sao mà ví dụ như mấy huynh đệ thấy tôi khi mà tôi nói như vậy hoàn toàn tôi không mệt, mà ngược lại tôi rất là sáng, có khi nó mất mình luôn. Nhưng mà nói cái đó thì nó hơi khó chịu, là bởi vì mình nói nhưng mà mình biết nhiều vấn đề không hiểu được chỗ đó. Nhưng mà nhân dịp mà mình nói luôn thôi, bởi vì mình không nói một lúc nào cũng có người họ nói vậy đó. Bởi vì cái điều đó là điều có thể xảy ra cho bất cứ ai, bởi vì nó luôn luôn nó có đó chứ không phải riêng cho người nào, cho nên nó không phải là một cái gì độc đáo. Nhưng mà mình thấy hay không thấy thôi, mà mình thấy đó là mình nếu có ý thì nó không thấy được, mà không có ý thì không thấy được, có ý hay không có ý thì không thấy được, bởi vì cái thấy đó bằng chính cái thấy, tức là không có gì mà mình thấy được. Nhưng mà lần đầu tiên nếu mình thấy cái lần đầu tiên nó mơ hồ và nhưng mà nó rất là kỷ niệm, lần đầu tiên mình thấy một cái gì đó nó thoáng qua và nó vượt qua, và không phải là nó trống rỗng cái không, mà chính cái thấy đó nó hợp với cái, nghĩa là cái khách thể, cái sở tri, tức là cái mình biết đó, biết đằng không, và cái không mà mình biết đó thì cái không đó là cái biết và biết là không đó. Cho nên gọi là mình nhập vào dòng. Cái dòng này là cái dòng nó bí mật, nhưng mà nó càng lúc nó càng lớn, chứ không bao giờ nó càng lớn. Nó lớn đó thì nó sanh ra nhiều cái sự kiện lắm. Tự nhiên mà mình biết cái trí tuệ là gì, chứ không phải là mình theo cái từ mà để mình định nghĩa. Và thứ hai là mình nói đúng với cái từ. Ví dụ bây giờ mình nói không hay là mình nói có, nhưng mà không bao giờ nó có cái tướng không hay là tướng có ở trong đó. Nó giống như là mình nói đại, nói cụi, nó bướng vậy đó. Bởi vì nó không giống như cái hồi trước mình nói, khi mình nói không là mình biết cái không, tức là trong người mình nó có cái loại không, nghĩa là mình tưởng tượng cái không, thật sự mình có cái thức không hay là cái tướng không, mà mình nói cái có, tức là nó có cái có, nó cái đó. Còn bây giờ mình nói, dù mình có nói đi nữa, nó vẫn không có tướng đó. Cho nên cái điều này là một cái điều rất là lạ. Nhưng mà những cái khác thì nó có. Ví dụ như mình nói tới một người nào thì mình thoáng thấy người đó, nhưng mà nó nhẹ thôi. Mình nói tới cái gì thì cái đó nó sanh. Cô Nhân biết cái thầy nói không? Cô có khi cô cũng thấy cái đó nó thoáng qua, và cô thấy nó chạy lên chạy xuống hay gì đó, nhưng mà cô không có sự quyết định nó về cái gì hết. Có một vài lần nói chuyện cô có nói cái đó, có nói thoáng qua, nhưng mà thầy không có thành thành thầy không có nói thêm nói bớt gì cả, và thầy biết cô có thoáng qua điều đó, nhưng mà cô chưa chưa tự xác định được. Đến khi mà nó trở thành chính nó, chứ không phải là mình thấy nó hay gì, nó trở thành chính nó, thì mình không cần xác định, mình nghĩa là lúc đó hoàn toàn nó không có nghi, cái tâm mình nó không có sanh cái nghi về cái đó nữa, tức là nó không có hai chiều. Bên nó thấy như vậy, nó không có nói đây là đúng sai phải quấy là cái gì hết cả. Bởi vì khi nếu nếu nó có một cái nghĩ như vậy thì trong cái đó nó không đúng.
Bởi vì cái đó là một cái độc đáo, nó không không thể sanh nghi, mà không thể nói một cái gì khác hơn được. Mặc dù mình nói cái đó nhưng mà hoàn toàn nó không có cái đó. Nó không có cái đó, không phải nó không, nhưng bởi vì nó quá vi diệu. Cũng như ví dụ như mình biết có ma, nhưng mà mình không thể chỉ con ma ra được. Nhưng mà một lúc nào đó mình đã thấy con ma, ví dụ vậy đó. Cái thấy đó, cái con ma đó, và cái mà không rờ đụng được, không nắm, không có vật chất, hoặc là không có cái trọng lượng, nó không đo đếm cân nhắc gì nữa cả, nhưng mà mình chắc chắn là mình biết có. Cũng như mình thấy trong mộng, mình cũng không, mình thức rồi thì mình cũng cũng không thể lấy cái mộng nó ra được, mình không thể nói với ai bằng một cái thực tế được, nhưng mà mình nói tôi có thấy, tôi thấy có cái mộng. Mình nói như vậy, mình biết mình không nói láo, nhưng mà không thể chứng minh cái mộng nó ở đâu, vậy thì đưa tôi coi thôi. Dĩ nhiên có những người họ nói nhưng mà họ sai một cái gì đó, hoặc là nó không chính xác, nhưng mà có người nói là họ chính xác. Cho nên những vấn đề đó thì cực chẳng đã, bởi vì người ta không không nói cái đó bằng bất cứ một cái tâm lý nào. Như tâm lý nó gọi là thật hay là giả, hay là tâm lý đó là cái đạo hay là không phải đạo, hay là kêu bằng đúng sai phải quái gì đó, thiện ác hay là đạo đời gì, nó không không có thêm được cái danh từ nào hết cả, cho nên người ta không có nói. Cũng như nó, họ cũng không phải là nói để cho thấy có, hoặc nói để chứng minh, hay là nó hoàn toàn cái tất cả ý nó không có, bởi vì ngay có khi mình nói nó cũng không có, nhưng mà mình bác biết chắc là nó có. Cho nên cái đó nó rất là lạ. Thành cái vấn đề mà tôi tin vào những cái cõi, hoặc là những cái thế giới mà Đức Phật nói đây. Cái này thì nó quá rõ, là bởi vì cái này mình không thấy, mình mắt phàm mình không thấy, nhưng mà nó có. Ví dụ như bây giờ cái núi Himalaya nó có sao không có, nhưng bây giờ tôi không thấy, tôi chưa leo lên đó, tôi không thấy, nhưng mà tôi biết chắc là nó phải có. Nó cũng như là ví dụ như Biển Đen, Biển Đỏ, hay là Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, tất cả đều có, nhưng mà mình chưa đi đến, nó không có, không có, nhưng mà cái biết mình chắc chắn là có. Có thể là nói thì mình nghe nhiều người nói quá thì mình phải tin có. Không, có những cái mà mình không tin, không không có, mình cũng biết có, nó lạ vậy. Cho nên đây là những vấn đề có không phải quấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái nói có mà trong lòng mình có khi nó tin hoặc là nó nghi, thì cái đó không phải là có, không phải là đúng. Trong hoàn toàn nó không, ở đây nó không có đức tin. Bởi vì nói như thế làm sao có đức tin được. Tin là một cái gì mơ hồ để mình xác định lại, mình cho nó là thật, nó trong đó nó có một chút nghi, có một chút gì đó để chứng minh cho chính mình hoặc là cho người khác thì mình mới nói đức tin. Còn hoàn toàn cái điều này nó không cần, không có. Còn nghi thì là không. Cho nên khi không tin không nghi, nó ở vào một cái phi trạng thái. Cái phi trạng thái đó là một cái tính biết của mình. Lúc bây giờ nó không biết cái gì hết cả. Nó nói cái đó nhưng mà nó không cần chứng minh, nó không cần cái khách thể đó nữa. Và lúc đó nếu nó không có một cái gì phân hai, không có một cái gì nhị nguyên, thì là chính nó. Cho nên khi mình nói mà nói đẩy tới cái tận cùng đó, mình thấy giống như không có mình. Nếu mình nhớ lại một chút xíu thì mình biết mình còn đang thở. Mình đang có một cái gì đây, có cái tim đập, có này kia. Hoặc là mình biết mình còn có cái, mình thấy. Nhưng mà khi mình nói mà một hồi nó đẩy tới cái tuyệt đối thì mình quên mất cái đó đi.
Vì thế cho nên mình không có bị mất sức, mình không có bị hao năng lượng. Bởi vì năng lượng nó phát xuất ra, nó phải có cái gì đó. Nghĩa là đúng hay sai, phải hay không phải. Cho nên con người nó không sao được. Mà ngược lại khi đó là bởi vì khi đó nó cùng lý tận tính rồi, cho nên nó gọi là cái không. Mà cái không đó là trong người nó giống như mình không thân luôn. Mình không biết mình ở đâu, nhưng mà nó là không có cái không biết, giống như là mình ngồi thiền. Ngồi thiền hay là mình nằm mình vong thân á, hay mình ngồi mình vong thân là mình không thấy mình không biết mình ở đâu, mà mình tỉnh táo rõ ràng. Đó, như là cái trường hợp mà trong Năm Hoa Kinh của Trân Tử nói, thay dùng cái từ vong thân á. Đạo Phật thì ít nói, tức là mất mình á. Nhưng mà ở đây thì nó không phải là vong thân, mà nó cũng không phải là sự hiện hữu. Cũng như trong khi nói, ví dụ mấy huynh đệ ngồi trước đó, thì bây giờ nói ra dĩ nhiên là mình biết là không có sự phân biệt, nhưng mà tôi không có thấy khóc chút nào. Tôi không thấy, trước hết là như mình nói bắt đầu là không có thấy mình ngồi lâu, ngồi mau, không có thấy thời gian, và cũng không có thấy đây là nam, đây là nữ, đây là lớn, nhỏ, đây là gì đó, phước phước gì đó, hay là người tên này tên kia. Nghĩa là hoàn toàn thời gian và không gian nó ở trong một cái, nghĩa là không có thật. Nhưng mà không ở trong đó nó là không phải là biện luận, nó là cái thấy, nó không có. Đó. Cho nên nếu một người nào mà có hỏi bất cứ cái gì ngay chỗ đó thì mình không có sợ. Là bởi vì từ cái chỗ đó mà nó có ngôn ngữ để mình nói, chứ mình không có nghĩ ra mình nói. Mà mình cũng không có một cái tính chất tưởng tượng, nhất mình cũng không có nữa. À. Cho nên mình nói cái không và cái có bằng nhau. Cái đúng và cái sai, tất cả từ cái khoảnh khắc nào đó nó trở thành một. Từ cái một đó. Ví dụ bây giờ người ta nói à, ông thầy nói sai rồi, tôi nói phải đó. Nhưng mà mình nói cái tiếng phải đó là cái tiếng dạy đó, cái tiếng người ta nói đúng đó. Còn người ta nói đúng, mình cũng nói phải đó. Mà nhưng mà mình thấy nó không có hai nghĩa. Bình thường thì hai cái nghĩa đó nó khác nhau, sai và đúng. Nghĩa là phải và không phải. Bao giờ nó cũng có một cái tính chất, nghĩa là không có cân đối. Và nó khiến trong con người mình, nhưng mà cái khoảnh khắc mình nói vậy, như ai bắt đầu nói sai thì mình thấy nó cũng đúng. Bởi vì sao? Trong người mình nó không có lực phản ứng ở chỗ đó. Nhưng mà người ta nói cái gì mà nó gần mấp mé với chân lý đó, và người ta hoặc là nhích một chút đó, thì lúc đó nó mới chạm vào cái sự thật của mình, thì mình có thể nói thêm một cái đó. Còn người ta nói mà nghịch hay là nói cái đó thì mình cũng thấy như vậy, bởi vì nó không có cái nghĩa đúng và nó cũng không có nghĩa sai, nhưng mà nó có cái âm thanh, nó có cái tiếng. Ví dụ mình viết ra thì hai từ nó khác nhau. Nhưng mà khi mình nói thì âm thanh nó có thể là âm thanh cũng khác nhau, nhưng mà nó không có nghĩa gì hết, và nó không không có nghĩa, cho nên nó không có sự đúng sai. Và vì không có sự đúng sai cho nên mình thấy, mình nói cái đúng mình cũng có thể nói sai, mà cái sai mình có thể nói đúng. Cho nên tất cả từ mình đều có thể dùng được một cách thuần nhiễm mà không có sợ hãi gì cả. Rồi trong khi đó người ta phản đối sùm thì mình cũng vậy thôi. Nếu mình người ta nói quá chừng đi thì mình nói vâng tôi sai rồi, nhưng mà mình nói sai mình vẫn thấy cái thấy của mình, vô hình mình vẫn thấy cái chỗ đó, nhưng mà mình không có chấp, cho nên mình thấy người ta nói đúng. Nếu trường hợp người ta biểu mình xin lỗi, mình sẽ xin lỗi. Cho nên cái có nó không có thật, cái không thì dĩ nhiên nó không thật. Còn cái mà đó nó gọi là cái trung đạo, không phải là không bên này không bên kia, không phải khoảng giữa. Nhưng mà cái đó nếu mình ở trong lòng mình nói cái gì ra thì nó đúng cái đó, nó lại. Cho nên trong lòng mình nó không có
Nên là giống như nó mất đi cái sự cọ xát, nó mất đi một cái sự bào mòn, một cái gì đó. Cho nên mình nói hồi thì mình thấy hơi thở thì nó có do cái lực có sức mình đó, nó có tăng có giảm đi, nhưng mà nó không mệt. Nếu mình cứ mình nói lại chân lý này thì mình rất rất là khỏe. Bởi vì khi mình nói tức là mình đốt nó lên, mình làm cho nó hiển lộ ra. Bởi vì nhờ cái ngôn ngữ tinh tế khéo léo cho nên cái lý nó có một sự thật, nó hiện ra cái lý đó. Cái lý nó hiện ra tức là cái lý cuối cùng nó ngăn bằng cái tâm, nó ban bằng cái tâm, cho nên nó là chân. Cho nên nó kiến kiến phi thời, kiến phi thì kiến, kiến vô ly kiến, kiến bất năng tập, nó rất khó giải thích. Cho nên nếu cái thật mà nếu mình có thật thì cái thật đó nó không không đúng nữa. Còn cái sai, nó đã sai rồi thì mình làm sao mình nói nó sai được. Bởi mình nói tức là mình tạo ra một cái tưởng tượng, một cái ảo giác về cái sai. Mà cái sai là nó sai với cái không sai. Cái không sai nó không có nói nó không sai, mà cái sai nó cũng không nói cái sai, cái phải nó cũng không bao giờ nói nó là phải, mà cái mà nó sai để nó bởi vì trong cái sai nó thật sự sai thì nó không thấy nó sai. Cho nên vì thế mình thấy các pháp nó là rất là hay. Cho nên những cái bữa hôm cô em quán đưa mấy cái bài gì đó, cái bài có cái từ gì đó tôi thấy rất hay, tôi phải chép vô trong cái đó, trong kinh Hoa Nghiêm hay đâu đó. Cái không biết cái bài đó nó ở cái đoạn nào á, tôi quá cái gì đó nó dùng một cái từ mà tôi thấy cái gì nó cũng có chân lý trong đó, nhưng mà nó không phải là nói ba phải đâu nghe, nó lắp đặt vào cái đoạn đó, không không hí luận đó, nó không có hí luận. Cho nên bây giờ mình mới biết cái từ hí luận mà của Phật nói nó không phải là cái chỗ để mình nghĩ đối chiếu để phản ứng, nó không có cái đó. Cho nên bất cứ một cái gì nó đều có cái đúng của nó. Bởi vì đúng là sao? Đúng là nó là nó rồi thì nó không thật nó không có nó, bởi vì nó đâu có nó bư. Ví dụ như bây giờ cái này là nếu là nó thì nó đâu có biết nó. Nếu mà nó biết nó thì nó đâu phải là nó. Cho nên nếu nó biết nó thì mình bẻ về thì nó nấy, nhưng mà nó đâu có nhất nhất gì đâu. Bây giờ mình đốt nó cũng cái thực nó còn hơn cái vật chất nữa. Cho nên đốt không cháy, nước không trôi, gió không động. Cho nên nó là bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịnh, bất diệt. Cái chân lý nó là. Cho nên nếu mình ở trong cái đó mà mình chết đi á, thì mình được cái tính chất không hai. Nhưng mà nếu cái nghiệp mình nói thì có thể là mình ví dụ như nếu mình không chính xác á, có một cái gì nhưng mà thường thường cái đó là nó không không thể có hai hai lần khóc được, thì mình sẽ nghi và mình sẽ nghĩ lại. Nghi thì nó sinh ra nghĩ, nghĩ tức là nó nhớ lại, nó duyệt lại, nó coi thử đúng hay không đúng. Nhưng mà cái loại mà như vậy thì nó không có cái đúng và nó không có sai. Cho nên nói đó nó là chân, là thật, cái lý đó là lý thật, mà cái thật này không phải là thật giả, cũng như cái này nó là cái này thôi, chứ nó không có phải là cái kiến cái đổi. Cái này mà đem đốt đem rồi nó cũng đâu có tai hại gì đâu, đâu có dính dấp gì đâu. Cho nên mình vẽ qua vẽ lại gì nó cũng vậy thôi. Cho nên hồi xưa mà nó sanh ra đục ngột á, những cái đó tôi hay làm những cái phương tiện để coi thử. Ví dụ có thể tôi cầm một cái ly tôi đập đi, hoặc là cầm một cái đồng hồ, như có lần cầm một cái đồng hồ tôi đi tôi dục vậy, tôi thấy cái trạng thái nó không có không 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 tiếc nuối, nghĩa là cái đó nó vẫn nằm ở trong cái chỗ của mình, nó không nhân danh gì mà nó làm vậy cả.
Có lần tôi cầm trong bạc tôi xé ra, có lần tôi đốt một cuốn sách rất là thích. Ví dụ có những cuốn sách nào mà rất là thích đó, cầm về cái đường quẹt cái đường đốt nó, ví dụ vậy. Ví dụ như một cuốn sách này ví dụ chẳng hạn như rất là thích, có khi mình chưa coi hoặc là mình biết là chân lý nó đầy đủ gì đó, nhưng mình quẹt quẹt mình đốt nó. Thì tôi thấy ủa sao nó không thay đổi, cho nên mình biết cái không sanh không diệt. Nhưng mà khi mình biết chắc nó rồi thì mình không có thử nữa, không có làm nữa. Đó. Những cái này tôi nói thì có lẽ là tôi biết rằng những người nghe đó không nhất thiết là họ phải hoan hỷ, họ phải chấp nhận. Nhưng mà một sự thật mà mình cảm giác được đó, thì thực sự mình không nên giấu, mình cũng không phải là khoe. Biết đâu có một lúc nào đó, có một người đó họ sẽ nói giống như tôi. Hoặc là có một người nào đó họ sẽ chấp nhận, không phải là họ nói theo, nhưng mà họ cũng có cái đó. Bởi vì tôi biết cái đó tất cả mọi người đều có cái đó. Ví dụ bây giờ họ cũng có, nhưng mà cái thấy hay là phát huy thì có lẽ là nó chậm hơn. Đó, cái điều đó cho nên ví dụ một người nào họ nói sai, tôi nói à, có lẽ là tôi sai. Tôi nói một cách dễ dàng mà. Bởi vì tôi sai hay không sai thì nó họ nói điều đó đúng, bởi cái từ đó nó đúng. Chứ không phải là cái từ đó đem đối chiếu với chuyện này. Mình không không có thấy cái sự phân tách. Nó có cái kiểu thái kỳ lắm. Cho nên tôi nói đúng. Trường hợp họ nói, à, thầy nói có lẽ đúng, tôi nói à, chắc đúng. Họ nói sai thì cũng sai. Mà hai cái nói nó lại không mâu thuẫn, lạ là cho nên trong cái ngữ ngôn nó không có mâu thuẫn. Nhưng mà ở trong cái tâm phiền não sai biệt thì mình thấy hai cái đó như trời với đất. Có với không làm sao mà hợp tác nhau được. Cho nên gọi là tâm bất nhị. Nghĩa là có thể là mình mới khám phá ra thôi. Chứ nếu mà cái đó mà nó lâu dài hay là này kia chị, có lẽ là nó có một cái độ bền trước. Cho nên mình cũng giống như mình nước. Vì vì khi cái không khí nó lạnh, cho nên mình thấy nước nó dòng giống như nó muốn đông lại, nó muốn đặt lại. Nó đông đặt là nó đóng cái ván, lần lần nó trở thành nước đá chẳng hạn vậy đó. Mình biết vậy đó. Thì cái đó không phải là do nước, mà do cái không khí và cái tính chất, cái chất. Nghĩa là những cái phân tử nước đó, nó do cái sức lạnh đó, nó là nó tụ lại nó như vậy đó. Mà chính nó cũng có dính dấp vậy cả. Cái thật của nó, cái phân tử thật của nó cũng bấy nhiêu thôi. Còn cái gió hay là cái sức lạnh nó cũng không có thật. Cho nên tất cả sự vật nó không có thật, nhưng mà nó lại có thể hiện hữu ra một cái điều mà mình giờ đụng được. Cũng như khi mình nói một điều gì đó, cái gì mà nó không, nó tận cùng, nó không có cái biện luận lý luận, nó không không phải bắt buộc phải dùng từ này dùng từ kia đó, thì từ ở trong cái thật đó nó nói ra. Cho nên tai sau tai, mắt quyền của mắt, lời sau lời, sinh của khí sinh là chỗ đó. Mắt nhìn sau mắt vô hình. Thành khi mà mình biết cái điều này, nó cái khoảnh khắc đó có thể sau đó nó khác, mai mốt nó khác thì mình không biết được. Nhưng mà biết lúc đó mình không thấy sống là gì, chết là gì, mình không thấy bất cứ gì cả. Cho nên khoảnh khắc đó nó, cho nên mình nói cái này nhiều khi mình cũng có một cái tính chất tình cảm, và mình mong rằng có người nào đó họ 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 nghe điều này, và họ họ cũng có điều đó mà họ họ còn một cái gì đó họ chưa nói lên. Chứ không phải là mình biết chắc là không phải một một người có vô số người họ có như vậy, vô số người họ biết như vậy, hoặc là họ chưa có cái thời gian họ nói, hoặc họ chưa đủ cái từ họ nói. Đó. Cho nên mình nói cái này mình cũng hy vọng là mình chấp nhận những cái điều người ta xảy ra như thế, người ta có như thế, và nhất định họ sẽ có cái đó. Cho nên cái điều nói này, nhưng mà mình nói mà ở trong những cái gì huynh đệ này có điều đó hay chưa có điều đó thì tôi không có lo lắng, bởi vì cũng như mình nói à, đây là người đồng, là người ở rừng ở nhà, còn người khác thì
Nói đúng, mình cũng biết cái tính chất hộ thân, tức là mình không có nói gì, mình nói cái điều mà người ta chưa chấp nhận được, chứ không phải người ta hiểu hay không hiểu. Khi mình ta chưa chấp nhận được thì mình không nên nói. Còn huynh đệ chưa hẳn là huynh đệ chấp nhận hay không chấp nhận, nhưng mà chắc là không có sự phản đối. Tôi hiểu hiểu như vậy đó. Rồi đúng rồi, quá giờ rồi. Có bạn Long Đô có câu hỏi: Thưa Sơn, khi một thoáng vô niệm qua, khi đó con nhìn người cảnh vật xung quanh như bóng mộng, ta hành gì để nó kéo dài ra con tạ? Ừ, đúng rồi, nhưng mà không có hành gì cả, mình không 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 có kéo dài, bởi vì mình thấy đó, nếu mình có cái ý kéo dài thì là mình sanh cái niệm, mình sanh cái ước muốn gì đó, nó thoáng chốc mình cứ nói vậy. Nếu nó đến một lần rồi nó sẽ đến nhiều lần, và sau đó cuối cùng rồi nó dính với nhau, nó trở thành một cái đùm không, một cái không gian, nhiều cái không gian khác nó họp lại. Ví dụ giờ mình thấy một cái kẽ hở, mình thấy cái ngoài kia, rồi kẽ hở đó tự nhiên to lần, hay là cái cửa mình mở ra, rồi cửa này cửa kia nó mở ra, tự nhiên tất cả nó họp trở lại. Ừ. Chứ mình không làm gì khác, bởi vì cái đó tự nó đến thì mình mới thấy nó được, chứ nếu mình làm gì thì mình không thấy đâu. Ừ. Nếu mình dùng dụng ý tôi phải vô niệm thì mình không thấy vô niệm, mà tôi phải niệm thì mình cũng thấy niệm, bởi vì những cái khoảnh khắc mình thấy đó là những khoảnh khắc mình ở trong một cái trung tính rất là tốt, thì mình thấy, mà chính cái thấy đó là nó vô niệm rồi, bởi vì cái niệm nó đến hay nó đi, mà cái thấy nó đâu có niệm nào đâu. Nhưng mà mình, bởi vì mình không xác định được cái thấy về về cũng như là chưa xác định cái thấy, cũng như mình nói thêm là cái thấy về cái thấy. Còn mình thấy về cái gì đó thì mình không thấy cái thấy. Cũng như bây giờ nếu mình ngồi mình thấy tất cả mọi việc thì mình không thấy cái thấy. Còn mình thấy cái thấy á, thì mọi việc đó mình cũng nó cũng nằm trong cái thấy, nó không trở ngại. Chứ không phải mình thấy cái thấy rồi mình không thấy cái đồ vật, không thấy người, không phải. Mình thấy cái thấy rồi đó thì mình vẫn thấy tất cả mọi việc, nhưng mà có một điều là nó không dao động, nó không sanh ra cái phân tích, không sanh ra cái sự sai biệt, nó không có, trước hết là nó không có nhớ tên, nó không có kêu tên, nó không định vị định hình, không có phân tích gì nữa hết cả đó. Cái đó là cái lúc nào nó cũng vậy nữa. Nhưng mà nếu mình có một cái gì máy động nó phân tích là mình biết liền, thì đó mình thấy cái điều đó, vì mình thấy cái đó thì mình dùng, một là mình có cái trí mình biết nên dùng cái lời lẽ tương đối mà để nói thêm điều đó, hai là mình không nói gì hết cả, bởi vì cái biết mình biết nên phải làm sao đó thì cái đó thuộc về huệ, nó cũng thuộc về trí, tức là mình ứng dụng. Cho nên cái này nó thực sự nó cũng có bài bản gì thôi, được rồi, để bữa khác, này thì nó đủ quá rồi. Thôi, chắp tay cầu nguyện cho mọi người đều trống rỗng.